chương 51 Đã từng là Lâm Xuyên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 51 Đã từng là Lâm Xuyên Lâm Xuyên đầu nháy mắt truyền đến đau nhức dữ dội Tay viện nhàm bích mượn lực mới có thể miễn cưỡng đứng vững Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi Trên trán của hắn đã che kín mồ hôi Sắc mặt tái nhợt Cả người như là mới từ trong nước vét lên đến Hoàn toàn ở vào một loại mệt lã trạng thái Mặc kệ Lâm Xuyên có nguyện ý hay không, hắn hiện tại đã hoàn toàn như trước kia lâm xuyên hòa làm một thể đã từng lâm xuyên kinh nghiệm hết thảy đều khiến hắn cảm động lây bởi vì bọn hắn từ lúc xuyên việt một khắc này đã trở thành một người nguyên bản lâm xuyên không có lớn như vậy oán niệm mặc dù cuộc sống của hắn lại đắng nhưng tóm lại còn có hy vọng nhưng là giờ khắc này hắn rốt cuộc biết hắn bị hoàn toàn từ bỏ đại lục nam minh đó là một cái cực kỳ xa xôi đại lục đối với toàn bộ tu chân giới hạch tâm đại lục trung xuyên chỗ đó xem như một cái mang hoang chi địa có rất ít người nguyện ý đi tới đó hai cái đại lục ở giữa giới vực thông đạo mỗi trăm năm mở ra một lần đến lúc đó rất nhiều lưu vong tội phạm đào thoát tu sĩ nhỏ yếu nô bộc đều đem thông qua giới vực thông đạo tiến về đại lục nam minh ở trong đó ngoại trừ số rất ít tự nguyện tiến về trước lịch luyện tu sĩ bên ngoài trên cơ bản đều là bị ép tiến về trước đấy lâm xuyên nguyên bản một mực suy nghĩ hắn sống lại hơn nửa mọc ra con mắt vì cái gì lâm gia không có phát hiện điểm này mà sau đó đủ loại dấu hiệu cho thấy cái này lâm gia cùng hắn trong trí nhớ lâm gia rất không đồng dạng hắn suy đoán có thể là được đưa đến lâm gia tại đại lục trung xuyên mặt khác quyền sở hữu nhưng mà đến giờ phút này hắn mới biết được hắn đã bị lúc đầu lâm gia đưa đến một cái khác đại lục một cái cùng loại với lưu vong đại lục tồn tại lâm gia đối với lâm xuyên thật là tuyệt tình tới cực điểm lấy cặp mắt của hắn không nói còn đem hắn như ném phế vật đồng dạng ném tới đại lục Nam Minh, giống như sợ Lâm Xuyên tồn tại điếm ô Lâm gia thần thánh. Lâm Xuyên, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy? Bộ luyện sư cái thứ nhất phát hiện Lâm Xuyên khác thường, xong lại đỡ Lâm Xuyên cánh tay, nhưng hắn nghiêng dựa vào trên vách đá mới không có trực tiếp ngã sắp xuống. Tần lãng sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức chống chọi Lâm Xuyên cánh tay, vịn hắn hướng một bên một cái không lớn huyệt động đi đến hàng thanh ba người đi ở phía sau, không hiểu được trốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể khẩn trương cùng sau lưng bộ luyện sư. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Xuyên thân thể vì cái gì đột nhiên như vậy suy yếu. Tần lãng sắc mặt khó coi nói ra. Thời khắc này Lâm Xuyên tựa hồ ở vào sắp hôn mê, nửa mê nửa tỉnh, thân thể mềm mại không có xương tựa ở tần lãng cùng bộ luyện sư trên thân, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa đang run rẩy nhẹ nhẹ vừa mới lâm xuyên ca ca nâng lên đại lục trung xuyên sau đó đột nhiên liền biến thành như vậy chẳng lẽ là bởi vì cái này sao bộ luyện sư khẩn trương hỏi không ngừng cầm khăn tay vì lâm xuyên lau mồ hôi thế nhưng mà nạn lau mồ hôi tốc độ hoàn toàn theo không kịp lâm xuyên xuất mồ hôi tốc độ mắt thấy khăn tay đã hoàn toàn ướt đẫm bộ luyện sư dứt khoát ném xuống khăn tay trực tiếp dùng ống tay áo của mình bắt đầu lau mồ hôi lâm xuyên tựa hồ không biết mình đã đi tới đại lục nam minh rồi hắn còn tưởng rằng tự mình là tại đại lục trung xuyên làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy không cần phải a à. tần lãng cao mày suy tư nói hiện tại bọn hắn hoàn toàn không biết rõ lâm xuyên rốt cuộc là làm sao vậy muốn giúp lâm xuyên cũng không giúp được chỉ có thể ở một bên chờ đợi lo lắng lâm xuyên ca ca hẳn là bị bước tới đến đại lục nam minh đấy thậm chí là bị đánh ngất xỉu sau ném qua tới như thế nói đến lâm xuyên ca ca cũng là sanh ra ở đại lục trung xuyên người khó trách chúng ta ba cái sẽ bị phân tại một tổ bộ luyện sư nói ra bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ ba người bị phân tại một tổ nguyên do cái kia chính là đều đến từ đại lục trung xuyên trước kia tần lãng cùng bộ luyện sư đều có được che giấu tung tích nghĩ cách muốn đem tự mình đến từ đại lục trung xuyên chuyện này nát tại trong bụng nhưng mà trước kia vì bảo hộ lâm xuyên hai người đều vận dụng hộ thân pháp bảo chuyện này cũng liền không có khả năng che giấu rồi tuy nhiên lâm xuyên không hỏi nhưng Tần Lãng cùng bộ luyện sư hai bên tầm đó đều đã tin tưởng đối phương đến từ Đại Lục Trung Xuyên sự thật, hơn nữa cũng có thể đoán được thân phận của nhau tại Đại Lục Trung Xuyên đều không đơn giản, nếu không tùy tiện một đứa bé, làm sao lại có được hộ thân pháp bảo loại vật này. Chúng ta trong này đầu tiên chờ chút đã đi, theo Lâm Xuyên cái dạng này, chúng ta đi tiếp nữa rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tần Lãng nói ra. Một vùng tâm tối trong hỗn độn Lâm Xuyên có thể cảm giác được một cổ cực lớn oán niệm cùng bi ai đang không ngừng tràn ngập trong đầu của hắn, cái kia trong đó điên cùng ý niệm phản phất muốn đem hắn xé rách, toàn bộ tinh thần không gian đều tại đây khắc kịch liệt dũng động. Từng màn hình ảnh dường như phim đèn chiếu đồng dạng tại Lâm Xuyên trước mắt hiện lên. Ấu niên thời kỳ khuyết thiếu tình thương của cha tiểu hài tử, bị trào phúng cùng bạch nhãn tràn ngập lúc nhỏ. Mẫu thân đã chết khiến cho hắn mất đi chỗ dựa cuối cùng cùng hắn cùng nhau bạn chơi, hắn một mực ưa thích nữ hài, tiếp cận hắn chỉ là vì tiến vào cái kia nhường hắn căm hận lâm gia. Lạnh lùng, tổn thương, cô đơn, phản bội, tất cả cực khổ như là đứng xếp hàng đồng dạng nhau nhau bước vào cuộc sống của hắn, làm hắn từng bước một ngã vào vực sâu không đấy, nam hài này cô tịch, hèn mọn sinh hoạt tại một đại gia tộc ở bên trong, phồn hoa vận chuyển qua, lại cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn giống như là một cái khách qua đường, lẳng lặng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người im lặng tràn ngập cuộc sống của hắn đem hắn coi là một con dung dế thẳng đến càng thêm âm thanh lạnh như băng truyền đến lấy ánh mắt của hắn cho an nhi mặt khác ta không muốn gặp lại đứa bé này lạnh lùng mà âm thanh lạnh như băng đến từ chính một người được xưng là phụ thân ha ha lâm xuyên ta tiếp cận ngươi chỉ là vì tiến vào lâm gia mà thôi thế nhưng mà không nghĩ tới ngươi rác rưởi như vậy tại lâm gia một điểm phân lượng đều không có, thật sự là uổng phí ta nhiều như vậy công phu. Bất quá, ta còn là cảm ơn ngươi đâu này, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không nhận thức lâm gia đệ tử hạch tâm, cũng sẽ không có địa vị bây giờ, về phần hai người chúng ta, ta biết ngươi yêu thích ta, đáng tiếc, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Ngươi còn là tiếp tục làm ngươi con sâu cái kiến đi, mà ta, đã hóa thành đầu cành phượng hoàng, rốt cuộc không thể cùng người như ngươi làm bạn kiêu ngạo mà vui cười ngữ khí, thật sâu đâm nhói lấy nam hài tâm, đem hắn trong thế giới cuối cùng một vòng quan minh bao phủ. Cái này là trước kia lâm xuyên à. Một thân ảnh yên lặng đứng tại hắc ám ở trong chỗ sâu, tóc trắng mắt trắng, lặng lặng nhìn trước mắt phù hoa xẹt qua, lắng nghe cái thế giới này tàn khốc. Hết thảy tất cả đến cuối cùng chỉ còn lại có bóng tối vô tận, cái này hắc ám đem lâm xuyên bọc, xâm nhập thân thể của hắn, giống như là muốn cùng hắn hòa làm một thể. Ngươi yên tâm đi, mối thù của ngươi ta báo lại, bọn hắn từ trên người ngươi lấy đi đấy, ta không thiếu một cái, đều sẽ từng cái cầm lại, ta sẽ đem bọn hắn đời đời thế thế vinh quang giảm nát lòng bàn chân. Ta muốn thế giới này lại không lâm gia, ta muốn cho bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thuần khiết huyết thống từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Theo Lâm Xuyên lời nói, hắc ám khẽ run, cuối cùng bắt đầu tiêu tán, thời khắc hấp hối, chỉ thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy, chảy hai hàng huyết lệ dùng trống rỗng hốc mắt nhìn một cái thế giới tàn khốc này. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Lâm Xuyên nhìn xem thân ảnh nhỏ gầy biến mất, nhẹ nhàng nỉ non nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52 Gia Tăng Chakra Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 52 Gia Tăng Chakra Lâm Xuyên tỉnh lại lần nữa lúc chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, thân thể mềm yếu vô lực, như là sinh ra một hồi bệnh nặng, liền đứng lên khí lực đều không có. Lâm Xuyên, ngươi rốt cục đã tỉnh, như thế nào đây? Thân thể của ngươi có vấn đề gì hay không? Lâm Xuyên con mắt vừa mới bỗng nhúc nhích, tần lãng liền giống con bị kinh sợ cỡ lớn con thỏ, trực tiếp nhảy nhóc đi qua, pháo nổ giống như hỏi. Lâm Xuyên khẽ lắc đầu, vừa mới kinh nghiệm hết thảy như là mộng cảnh đồng dạng tại đầu óc của hắn trong hiện lên, cái loại này cảm động lây bi thương cùng tuyệt vọng, mặc dù giờ phút này Lâm Xuyên đã thanh tĩnh, cũng như trước quanh quẩn trong lòng của hắn. Cảm giác như thế nào đây? Có phải là bị bệnh hay không? Bộ luyện sư giọng ôn hòa hỏi, một tay nhẹ nhàng khoát lên Lâm Xuyên cái trán tay kia tắt thì dùng ống tay áo tại vì Lâm Xuyên lau mồ hôi. Ừm, tốt hơn nhiều, cảm ơn các ngươi, vừa mới có thể là sử dụng đồng thuật quá độ đi, thân thể có chút suy yếu. Lâm Xuyên viện cái lời nói dối lừa gạt đạo, nhìn xem bộ luyện sư cùng Tần Lãng trên mặt vẻ mặt ân cần, cảm giác rất là vui mừng. Ít nhất, hắn hiện tại đã không phải là một người. Thoáng tu chỉnh một chút sau, Lâm Xuyên ngồi dậy bắt đầu nếm thử tu luyện, tại Huyền Hoàng Quyết vận chuyển nháy mắt, Lâm Xuyên hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện mình đối với trong cơ thể linh lực lực khống chế tăng cường không ít, thậm chí còn khiến cho hắn hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ đều nhanh rất nhiều. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên ngược lại nếm thử tinh luyện chakra, lập tức kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn chakra vậy mà cũng từ không gia tăng lên rất nhiều, hơn nữa hắn tinh luyện chakra tốc độ cũng so trước kia nhanh hơn rất nhiều. "Cảm ơn ngươi, Lâm Xuyên." Lâm Xuyên dưới đáy lòng nhẹ giọng nỉ non, hắn biết rõ, đây hết thảy nguyên nhân đều là cái kia đã triệt để rời đi năm Hài. Đến giờ khắc này, Lâm Xuyên xem như chân chính cùng cổ thân thể này dung hợp làm một, không còn có hiềm khích những này đều là nam hài kia sau cùng tặng, đem tự mình tàn phá không chịu nổi thân thể hoàn toàn tặng cho Lâm Xuyên, làm cho cùng Lâm Xuyên linh hồn dung hợp. Nếu không phải lúc này đây gặp nhau, chỉ sợ Lâm Xuyên muốn chân chính nắm giữ cổ thân thể này còn cần không ít thời gian, mặc dù loại này hiềm khích Lâm Xuyên cảm giác không thấy, nhưng dù sao không phải nguyên bản linh hồn, mặc kệ Lâm Xuyên hiện tại dùng cái gì biện pháp, đều là không cách nào đạt tới 100% khống chế. Nhưng là hiện tại, hắn được rồi linh hồn sinh ra tinh thần năng lượng tinh luyện trong nhục thể thân thể năng lượng do đó hỗn hợp vì chakra hiện tại lâm xuyên linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp có khả năng đề luyện ra chakra cũng theo đó tăng trưởng trong thế giới natu một cái ninja thân thể năng lượng cơ hồ là cố định không có biện pháp tăng lên nhưng là thông qua không ngừng tu luyện có thể khiến cho tinh thần của mình năng lượng tăng trưởng do đó có thể theo trong thân thể chuyển hóa ra càng nhiều nửa chakra cái này là trong đó tu luyện bản chất mà ở cái này trong tu chân giới, tu luyện tinh thần năng lượng sau đó cùng tự nhiên năng lượng hỗn hợp liền có thể sinh ra linh lực, quy lực cực lớn, đây là vượt qua na tru trong chakra đấy, điểm ấy từ trong na tru nhẫn thuật gia nhập tự nhiên năng lượng sau quy lực mấy chục lần tăng lên liền có thể nhìn ra. Mà lúc này lâm xuyên, đem na tru nhẫn thuật tu luyện cùng cái thế giới này tu chân dung hợp, sinh ra hoàn mỹ nhất trạng thái tiên nhân, cơ hồ không có gì phong hiểm, quy lực tăng lên lại một điểm không so na tru trong thấp. Lâm Xuyên đã từng suy đoán qua, hắn sử dụng tiên thuật chakra thi triển cái thế giới này pháp thuật, có thể so với người bình thường thi triển pháp thuật tăng cường khoảng 3 phần 10, điều này cũng làm cho khiến cho Lâm Xuyên tại ngang hàng cảnh giới trong nếu so với người bình thường cường đại ba thành, đây là không tính Lâm Xuyên đồng thuật dưới tình huống, nếu như sử dụng đồng thuật, Lâm Xuyên cùng giai bên trong vô địch. Mặt khác thôn vệ qua nội đang Lâm Xuyên còn phát hiện một bí mật, cái kia chính là càng cường đại linh thú sinh ra nội Đan càng có thể tăng lên lâm xuyên thân thể, nói một cách khác tự là có thể tăng lên lâm xuyên nguyên bản cố định thân thể năng lượng. vậy thì so tại nguyên lai like thế giới naruto rất nhiều ninja cường đại nhiều lắm, trong bản gốc haru kakashi cũng là bởi vì chakra không nhiều lắm, mà bị đã hạn chế phát triển, lâm xuyên cũng không muốn như thế, hắn muốn suy nghĩ tất cả biện pháp tăng lên thân thể của mình năng lượng, theo chế tạo càng nhiều nữa chakra, nếu không hậu kỳ linh khí tu vi không ngừng tăng lên chakra theo không kịp tới liền biến thành rất gân gà rồi cái thế giới này cũng không có một cái hoàn toàn thể mười đuôi nhường hắn phong ấn đến trong cơ thể trở thành một cái có được gần như vô hạn chakra người trụ lực hết thảy đều chỉ có thể dựa vào lâm xuyên chính mình hiện tại rốt cục cùng cổ thân thể này hoàn mỹ dung hợp về sau phát triển thông suốt mà ta đáp ứng chuyện của hắn ta cũng nhất định sẽ làm được ta sẽ để cho đại lục trung xuyên lâm gia biết rõ bọn hắn vứt bỏ rốt cuộc là dạng gì một thiên tài quái vật, ta nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận lúc đầu đối với Lâm Xuyên làm hết thảy, cho các ngươi tự thể nghiệm đến cái loại này thấu xương lạnh như băng cùng thống khổ. Lâm Xuyên nắm đấm dần dần buộc chặt, kinh mạch trong cơ thể trong lao nhanh lấy thao thao bất tuyệt tiên thuật cha ra, so với hắn té xỉu trước kia còn cường thịnh hơn, còn tinh khiết hơn. Chậm rãi mở ra hai mắt, Bi Ca Quang đặc hữu đồng tử có chút chấp động, cảnh vật bốn phía khắc sâu vào lâm xuyên tầm mắt hắn nhắm mắt khôi phục tu luyện trong khoảng thời gian này tần lãng cùng bộ luyện sư một mực canh giữ ở bên cạnh của hắn mà hàng thanh ba người cũng không có tu luyện nữa khôi phục mà là cảnh giác dò xét hết thảy chung quanh chúng ta đi thôi không sai biệt lắm nên đi ra lâm xuyên đứng người lên nói ra chứng kiến lâm xuyên rốt cục hoàn toàn khôi phục năm người đều thở dài một hơi bọn hắn tổ này người thực lực cơ bản tất cả lâm xuyên trên người một người, lâm xuyên khẽ đảo, tùy tiện tới một cái luyện khí kỳ bảy tám tầng tu sĩ bọn hắn đều không có biện pháp ứng phó, trừ phi tầng lãng cùng bộ luyện sư lần nữa sử dụng hộ thân pháp bảo, nhưng này dạng rất có thể đưa tới càng nhiều nửa mối họa. Cho nên lâm xuyên trạng thái trên cơ bản tựu là toàn bộ đội ngũ trạng thái, không cho phép có chút sai lầm. Toàn bộ tu chân giới tự hồ là có bảy khối đại lục đúng không? lâm xuyên vừa đi vừa hỏi hắn đối với cái thế giới này hiểu rõ phần lớn đều đến từ tại trí nhớ trước kia nhưng trước kia lâm xuyên cũng không có nhận sợ quá nhiều tu chân giới đồ vật cho nên làm cho hiện tại lâm xuyên cũng đối với rất nhiều thứ không hiểu rõ lắm chỉ có thể hỏi thăm bộ luyện sư cùng tần lãng tu chân giới lớn nhất một khối đại lục tựu là đại lục trung xuyên tồn tại ở tu chân giới vị trí hạch tâm mà ở khối đại lục này bốn phương tám hướng phân biệt còn có bốn khối tương đối lớn đại lục Đại lục Nam Minh chính là một cái trong số đó. Trừ đó ra còn có đại lục Tây Khê, đại lục Đông La, cùng với đại lục Bắc Huyền, ngoại trừ cái này năm khối đại lục bên ngoài, còn có hai khối nhỏ một chút đại lục, tên là Phù Linh vực cùng Tiểu Linh Thiên vực, tất cả đại lục tầm đó bị Vô Tận Hải ngăn cách, không cách nào thông hành, chỉ có thể chờ đợi mỗi trăm năm mở ra một lần giới vực thông đạo mới có thể liên thông, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tần Lãng đơn giản sáng tỏ giải thích nói: Nghe xong tự thuật, Lâm Xuyên lông mày lại là nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại, bởi vì trong ký ức của hắn, cái kia mẫu thân của Lâm Xuyên, một cái mặt mày nhu hòa thanh lệ nữ tử đã từng đã nói với Lâm Xuyên, nạn đến từ một cái tên là Đại lục Ma Ha địa phương. Lâm Xuyên vốn tưởng rằng đây là bảy đại lục một trong, nhưng hiện tại xem ra sự tình tự hồ còn lâu mới có được hắn tưởng tượng cái kia sao đơn giản. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Thủy Độn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 53 Thủy Độn Đại Lục Ma Ha Này sẽ là địa phương nào đâu này? Lâm Xuyên trong lòng nghi hoặc, lại không có chút đầu mối nào, bởi vì mẫu thân của Lâm Xuyên cũng không có nói rõ chi tiết qua chuyện này, gần kề chỉ là đề cập qua một lần mà thôi. Dứt bỏ cái này nghi ngờ sự tình, Lâm Xuyên mang theo năm người hướng xuống đất không ngừng tiến lên, trên đường đi thông suốt, tốc hành mặt đất. Hàng thành ba người khiếp sợ phát hiện, Lâm Xuyên mang lộ là hết thảy giữa đường xá ngắn nhất đấy, cơ hồ không có đường vòng, hơn nữa càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên là, dọc theo con đường này không có gặp được bất cứ người nào. Lâm Xuyên đối với cái này dưới mặt đất dung nham huyệt động rõ như lòng bàn tay. Đây là hàng thành ba người có khả năng đoán được duy nhất đáp án, mà theo cái suy đoán này xuất hiện, Lâm Xuyên họ Lâm ở thời điểm này cũng biến thành cực kỳ khả nghi rồi. Số 44 tràng săn bắn khảo hạch đã tiến nhập ngày cuối cùng, đến lúc này, không có đạt được đầy đủ nội đang cùng xích diễm hồng liên đội ngũ cũng đến cuối cùng đánh cược một lần thời gian, cướp đoạt thành bọn hắn duy nhất có thể cấp tốc đạt được những thứ này đường đi. Ngay tại Lâm Xuyên sắp đến mặt đất thời điểm, tại hắn Bi Ca Quang trong dĩ nhiên chứng kiến xuất khẩu phụ cận tụ tập cùng mai phục đại lượng tu sĩ, có đã thông qua khảo hạch đội cường đại tu sĩ, cũng có lần khảo hạch này người mới. Các ngươi cẩn thận một chút. Bên trên khẳng định có người chuẩn bị cướp đoạt chúng ta xích Diễm Hồng Liên Lâm Xuyên lên tiếng nhắc nhở Bởi vì có hàng thanh ba người đi theo Hắn cũng không có nói nói quá rõ ràng Từng Năm người đều nhẹ gật đầu Bọn hắn mặc dù không có Lâm Xuyên bi ca quan Cũng đại khái có thể đoán được bên trên sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh Bất quá bọn hắn trong đội ngũ có Lâm Xuyên tại Mấy người trong lòng kỳ thật không hề như thế nào lo lắng gặp được nguy hiểm Nhất là hàng thanh ba người trong lòng bọn họ đã đang suy đoán Lâm Xuyên là Lâm gia đệ tử hạch tâm rồi, làm sao lại ở loại địa phương này gặp được nguy hiểm, vậy đơn giản tự là lũ lục vọt lên miếu Long Vương. Xuất khẩu phụ cận có chừng hai mươi mấy người, tu vi tất cả đều tại luyện khí kỳ sáu tầng trở xuống, cũng liền nói những người này đều là lần này tiến vào nơi này người mới. Lâm Xuyên yên lặng quan sát đất này diện tình huống. Gần kề bằng vào những người này tu vi, cướp đoạt xích diễm hồng liên tự hồ rất khó, bởi vì hang động đá vôi người cũng có thể rất nhiều tụ tập cùng một chỗ, sau đó lại đi ra. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát sau đem bi ca quan ánh mắt tụ tập tại một cái phương hướng trên, quét ngang mà qua, tuy nhiên làm như vậy sẽ tiêu hao càng nhiều nữa chát ra, nhưng đối với hiện tại Lâm Xuyên mà nói, đã hoàn toàn có thể thừa nhận. Quả nhiên. Lâm Xuyên quét một vòng sau thầm nghĩ, đem ánh mắt ngưng tại một cái phương hướng, hắn tại cự ly này một số người mấy trăm mét có hơn địa phương, thấy được ước chừng mấy chục cái luyện khí kỳ chính tầng tả hữu tu sĩ. Bọn hắn không có trực tiếp ra tay, nhưng lại khiến cho lần này người mới tụ tập ở cửa ra cướp đoạt, ngược lại là dùng ít sức lại đơn giản. Lâm Xuyên cười lạnh. Hắn đã sớm nghĩ tới những này thông qua khảo hạch người biết dùng thủ đoạn gì đạt được xích diễm hồng liên, đơn giản chính là mình ngắt lấy cùng cướp đoạt phân biệt. Lâm Xuyên tin tưởng, đại đa số người còn là chọn tiến vào dung nham huyệt động tự mình ngắt lấy, bởi vì tu vi thấp ý nghĩa có thể cướp đoạt đồng thời, cũng ý nghĩa theo thực lực của những người này có thể lấy được xích diễm hồng liên sẽ cực ít. Nếu như tất cả mọi người canh giữ ở cửa động chuẩn bị ra tay cướp đoạt, vậy hoàn toàn mất đi lần này tiến vào nơi này ý nghĩa, bởi vì tất cả mọi người không lấy được xích diễm hồng liên đổi lấy tài nguyên tu luyện. Cho nên Lâm Xuyên kết luận đại đa số người chọn tiến vào dung nham huyệt động ngắt lấy, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình huống chi tiến vào dưới mặt đất cũng không phải không thể cướp đoạt. Mà lưu lại xuất khẩu phụ cận người hoặc là tự là tu vi cực cao, hoàn toàn có thể không làm mà hưởng chờ những người khác ngoan ngoan ngoãn đưa tới cửa, hoặc là tự là rất nhiều người tụ tập lên đoàn thể, theo Lâm Xuyên giờ phút này chứng kiến tình cảnh đến xem, bọn hắn gặp phải hẳn là loại trước, bởi vì hơn 10 người kia tu vi phần lớn đạt đến luyện khí kỳ chính tầng, là cực kỳ cường đại tồn tại những cái kia người mới sở dĩ nguyện ý vì những người này sử dụng, một cái trong đó nguyên nhân là bởi vì thực lực, còn có một cái nguyên nhân tự là lần khảo hạch này quy tắc. Lâm Xuyên thầm nghĩ. Bắt được ba cây xích diễm hồng liên có thể thông qua khảo hạch, nhưng là đạt được đầy đủ nội đan cũng có thể dùng thông qua khảo hạch. Những cái kia người mới hoàn toàn có thể mượn những người này uy thế, đem cướp đoạt tới đồ đạc hợp lý phân phối, xích diễm hồng liên cho những thế lực kia cường đại tu sĩ đổi lấy tài nguyên tu luyện mà lấy được nội đang có thể nhường bọn hắn bài danh tận lực gần phía trước do đó thông qua khảo hạch đừng quên lần này săn bắn chân chính mục đích thông qua khảo hạch những cái thứ này thật đúng là hiểu đôi bên cùng có lợi đâu lâm xuyên trong lòng hừ lạnh nói lập tức mở miệng đối với bên người năm người nói ra chờ một chút vừa ra huyệt động các ngươi liền hướng suối nước nóng hồ phương hướng chạy đừng đi địa phương khác lời này mặc dù nói không hiểu thấu nhưng không có một con tin nghi lâm xuyên bộ luyện sư cùng tần lãng hoàn toàn là xuất phát từ tín nhiệm, mà hàng thanh trong lòng ba người thì là suy đoán bên hồ có lâm gia cường giả thủ hộ, lâm xuyên muốn dẫn bọn hắn tìm kiếm che chở, không phải vậy hướng bên hồ chạy không phải muốn chết sao. Liền lùi lại lộ đều không có. Hưu hưu hưu. Sáu người tốc độ cực nhanh, lâm xuyên phía trước, những người khác theo sát phía sau, ra cửa động không có chút nào dừng lại bay thẳng đến trung tâm suối nước nóng hồ chạy tới mai phục tại người xung quanh nhìn thấy sáu người cử động tất cả đều là sững sờ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hướng tuyệt lộ chạy người trước kia hết thảy tu sĩ đều là tập hợp một chỗ hướng phía một cái đường ra vọt mạnh ý đồ phá tan bọn hắn ngăn trở nhưng là như lâm xuyên sáu người như vậy hướng trung tâm hồ phương hướng chạy lại một cái cũng không có tuy nhiên cái hướng kia bọn hắn đúng là không người nào mai phục nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ đó là một cái tuyệt lộ chẳng lẽ chạy đến bên hồ sau đó theo trong hồ đi qua sao? Đây không phải là trần trụi muốn chết mà. Bọn hắn có rất nhiều biện pháp công kích những cái kia ở trong nước người, cơ bản cũng là bia sống. Bọn hắn. Thật chẳng lẽ chuẩn bị đi qua. Hai mươi mấy người súng lại đi qua đồng thời, trong lòng toát ra cái này cổ quái mà buồn cười ý niệm. Hàng thanh ba người tại chạy nhanh thời điểm con mắt thỉnh thoảng quét lấy xung quanh, ý đồ tìm ra những cái kia giấu ở chỗ tối lâm gia cao thủ, tưởng tượng thấy bọn hắn vì lâm xuyên cái này đệ tử hạch tâm mà ra tay cứu vớt bọn họ tất cả mọi người. Mà ở bọn hắn mắc chỗ và địa phương, ngoài trừ càng ngày càng gần người truy kích, còn có đã một tia ý thức chạy xa lâm xuyên ba người, bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì cái gọi là cường giả. Chúng ta sẽ không bị lừa được đi. Một người trong đó bỗng nhiên nói ra, bọn hắn vốn cho rằng sẽ có người xuất thủ cứu bọn hắn, cho nên chạy tương đối chậm, nhưng là giờ phút này chứng kiến dần dần từng bước đi đến lâm xuyên mặt của bọn hắn rốt cục tái rồi giống như có vẻ như lâm xuyên thật chỉ là vì chạy đến trong hồ mà không phải bọn hắn tưởng tượng như vậy sẽ có cường giả đi ra cứu giúp đến giờ phút này ba người rốt cục hiểu rõ tới sự xuất lực bú sữa mẹ khí hướng phía bên hồ mãnh liệt chạy tuy nhiên bọn hắn cũng không biết đường ra ở đâu nhưng tốt xấu lâm xuyên thực lực cường đại còn tại đó tổng không đến mức thật sự để bọn hắn đã chết càng hoặc là nói, bọn hắn vốn chính là mồi nhữ. Lúc này, Lâm Xuyên đã trước một bước đến trong hồ, mờ mịt hơi nước bao vây lấy Lâm Xuyên thân ảnh, bước vào trong nước lúc tóe lên mảng lớn bọc nước, mà ở những này bọc nước che giấu phía dưới, Lâm Xuyên khóe miệng nhếch lên một cái đường cong, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn. Tiên Pháp, Thủy Độn, Kirigaka no Jutsu. Vũ Ẩn Thuật. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 54 Vụ ẩn thuật hạ nghiện áp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 54 Vụ ẩn thuật hạ nghiện áp chỉ một thoáng, nguyên bản thì có mờ mịt hơi nước hồ nước bỗng nhiên bốc lên mảng lớn sương mù, khiến cho xung quanh trong vòng 3-4 dặm trong vòng đều bao phủ tại trong cơn mông lung, tầm mắt gần kề chỉ còn lại có chừng một mét, cơ hồ đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Như thế nào đột nhiên sương lên? tất cả mọi người đều trong nháy mắt dừng bước, kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên bắt đầu vọt lên sương mù, không biết làm sao. Xa xa, cái kia hơn 10 tên nguyên bản nhàn nhã xem trò vui luyện khí kỳ chính tầng thiếu niên cũng hồ nghi nhíu mày, bọn hắn nơi đó sương mù không có bên hồ nồng đậm, nhưng như trước chỉ có thể để bọn hắn chứng kiến chừng 5 mét khoảng cách, lại xa cũng chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Cái này sương mù như thế nào quỷ dị như vậy? Uông Dương cao mày phất phất tay, Thế nhưng mà quanh thân sương mù chỉ là rất nhỏ giảo động một chút, cũng không có muốn tán đi bộ dạng. Hắn là lần này mười mấy người người cầm đầu, tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn, là luyện khí kỳ tồn tại cường đại nhất, nhưng là theo nhãn lực của hắn, cũng nhìn không ra cái này sương mù đến cùng có huyền cơ gì. "Lão đại, cái này sương mù rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Trước giờ chưa từng nghe nói tại đây sẽ sương mù bay a, à, coi như là chúng ta theo Lâm gia chỗ đó có được tư liệu cũng chỉ là nói tại đây bị hơi nước bao phủ, nhưng bây giờ cái này một mảnh trắng xóa, đã không thể xem như hơi nước đi à nha." Lưu Hồng sắc mặt âm trầm nhìn qua sương mù nói ra. Hơn 10 người tại sương mù bay nháy mắt đều tụ tập đến Uông Dương bên người, đây là bọn hắn phối hợp đã lâu ăn ý. Uông Dương không có trả lời, chỉ là lợi dụng tự mình tu vi cường đại cảm giác trong sương mù hết thảy, nhưng hắn lập tức phát hiện, cái này sương mù thậm chí có ngăn cản hắn cảm giác tác dụng. Uông Dương trong lòng lập tức cả kinh. Cái này sương mù không phải là có người thả ra à? Cái suy đoán này xuất hiện trong nháy mắt, Uông Dương lập tức nắm một cái sương mù, nhưng là vô lượng bọn hắn như thế nào cảm giác đều không thể phát hiện trong đó có pháp thuật cùng linh khí dấu vết. Tiên thuật chakra là ba loại năng lượng hỗn hợp, theo thực lực của hắn căn bản không có khả năng tách ra linh khí trong đó. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Uông Dương thoáng đè xuống nghi ngờ trong lòng quay người nói với mọi người nói, sương mù là từ mặt hồ thăng lên đấy, chúng ta hướng phía phương hướng ngược nhau đi liền nhất định có thể đi ra cái phạm vi này, bất luận như thế nào, đi ra ngoài trước lại nói. Lập tức mang theo mọi người hướng phía bên ngoài chạy tới. Lâm Xuyên đang thi triển xong vụ ẩn thuật sau liền đem bộ luyện sư cùng Lâm Xuyên kéo tới, dặn dò hai người ở trong sương mù cẩn thận phòng ngự, lập tức lách mình mà ra. Về phần hàng thanh ba người, Lâm Xuyên cũng không có tận lực đi dẫn đạo, dù sao tại hắn vụ ẩn thuật ở bên trong không có người nào có thể đơn giản phát hiện ba người bọn hắn mà đối với tự mình vụ ẩn thuật lâm xuyên vẫn là rất hài lòng đấy đây chính là hắn lợi dụng tiên thuật cha tra chế tạo ra là tiên pháp mà không chỉ là nhẫn thuật đơn giản như vậy vô luận là sương mù nồng độ còn là phạm vi bao phủ đều đủ để nhường lâm xuyên có thể tự do trong rủi muốn đánh lén ta tự muốn làm tốt bị phản sát chuẩn bị lâm xuyên sờ lên cái mũi lách mình mà ra hướng phía bi ca quan trông được đến một cái tu sĩ vụn trộm sờ soạn tốc độ của hắn cực nhanh lại có bi quan toàn bộ phương vị tầm mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở đằng kia thân người sau người nào tên tu sĩ kia tuy nhiên nhìn không tới người tới nhưng có thể cảm giác được sương mù cuốn lên lập tức xoay người lại phòng ngự nhưng mà đối mặt lâm xuyên cái quái vật này cho dù là không có sương mù hắn đều không thể phòng ngự huống chi là tại sương mù dày đặc trong hoàn cảnh. Lâm Xuyên Nhu quyền trưởng pháp thiểm điện đánh ra, dùng chính là điểm huyệt thủ pháp, thẳng đến đối thủ huyệt đạo mà đi. Ba ba ba. Lâm Xuyên tốc độ xuất thủ cực nhanh, gần kề chỉ là vài tiếng nhẹ vang lên, tại đối phương còn chưa kịp kịp phản ứng thời điểm, liền dùng tiên thuật chakra phong tỏa đối thủ huyệt đạo, khiến cho trong cơ thể lưu chuyển linh khí nháy mắt hạ thấp. Do lúc đầu luyện khí kỳ 4 tầng rơi xuống luyện khí kỳ một tầng tả hữu tu vi của ta. Đang ở đó tên tu sĩ hoảng sợ té ngã thời điểm, Lâm Xuyên sớm đã ly khai, thẳng đến tiếp theo người mà đi. Vụ ẩn thuộc phía dưới, hết thảy đều là trắng xóa đấy, nhưng Lâm Xuyên ở trong đó lại là hoàn toàn như cá gặp nước, đem Huy Ga Nhu quyền điểm huyệt dụng phát huy vô cùng tinh tế. Hắn vốn có thể lợi dụng thi cốt mạch, hoặc là nhu quyền cường đại công kích tập sát những người này, nhưng hắn cảm thấy không cần phải, những người này chẳng qua là chút ít khôi lỗi mà thôi hắn chân chính cần chăm chú đối mặt đấy, chỉ có những cái kia quan sát từ đằng xa hơn 10 tên cường đại tu sĩ, về phần trong sương mù cái này 20 người, trúng hắn điểm huyệt tuy nhiên không chết được, nhưng là cũng đừng hồng ở sau đó trong chiến đấu phát huy cái tác dụng gì. Qua rồi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, vụ ẩn thuật trong tất cả hai mươi mấy người tất cả đều ngã xuống lâm xuyên nhu quyền phía dưới, trên người trọng yếu huyệt đạo bị lâm xuyên phong kín, linh khí vận chuyển nhận lấy cực lớn hạn chế, tu vi giảm nhiều, cũng không còn cách nào uy hiếp được lâm xuyên mấy người. Xử lý những này tạp ngư, như vậy tiếp xuống chính là mấy cái luyện khí kỳ chính tầng cường đại tu sĩ. Lâm xuyên bi cao quan có chút ngưng tụ, con mắt xung quanh nổi lên kinh mạch thoạt nhìn ít nhiều có chút dữ tợn, nhưng lại không hề đáng sợ, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng một cái phương hướng. Lúc này vụ ẩn thuật đã tiêu tán không sai biệt lắm, một mực khẩn trương quan sát trong sương mù hướng đi hơn 10 người, rốt cục có thể mơ hồ chứng kiến trong đó cảnh tượng, chỉ thấy những cái kia theo chân bọn họ đạt thành hiệp nghị cướp đoạt xích diễm hồng liên cùng nội đang người mới, lúc này ngỗ ngang lộn xộn ngã trên mặt đất thống khổ gào thét. Sau một khắc, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, một cái không hề thân ảnh cao lớn theo trong sương mù chậm rãi đi ra, như tuyết mái tóc dài màu trắng, một đôi kỳ dị hai con mắt màu trắng, mang theo một cổ ngưng mà không phát khí thế, từng bước một hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Lâm Xuyên từ lúc dưới mặt đất hang động thời điểm liền muốn tốt rồi cách đối phó. Đối phương người đông thế mạnh, tu vi của hắn mặc dù cường đại, cũng không tốt một mình đấu nhiều người như vậy, trừ phi hắn nguyện ý đem tự mình đại bộ phận ác chủ bài đều bạo lộ ra, vậy hiển nhiên là được không bù mất đấy. Hơn nữa còn có bộ luyện sư mấy người cần bảo hộ, bởi vậy hắn mới lựa chọn sử dụng vụ ẩn thuật giải quyết hết những thế lực kia không quá mạnh, nhưng lại có chút phiền toái hai mươi mấy người người mới, như vậy hắn liền có đầy đủ năng lực ứng đối bên này hơn 10 người. Tại hơn 10 mét địa phương đứng lại, Lâm Xuyên hai tay chống khai mở, làm một cái nhu quyền nhất tay thế, các ngươi chuẩn bị cướp đoạt xích diễm hồng liên đúng không? Vậy đánh đi. Lưu Hồng sắc mặt trầm xuống, dẫm trận tại chỗ tự muốn ra tay giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, lại bị ung dương ông đồm trở về. Lão đại, ngươi bắt ta thì sao, tiểu quỷ này như thế khiêu khích chúng ta, chúng ta chẳng lẽ không ra tay sao? Lưu Hồng mà nói lập tức đã nhận được xung quanh mấy người hưởng ứng, bọn hắn tuy nhiên kinh ngạc tại Lâm Xuyên giải quyết cái kia hai mươi mấy người, nhưng nếu như cho rằng như vậy liền có thể chiến thắng bọn hắn, vậy thật là ý nghĩ hảo huyền rồi. Luyện khí kỳ 9 tầng, cùng những luyện khí kỳ đó 6 tầng trở xuống đích tân thủ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lâm Xuyên tuy nhiên mượn cái kia quỷ dị sương mù đem người mới toàn bộ đánh tới nhưng cái này gần kề chỉ có thể để bọn hắn những người này coi trọng một điểm mà thôi, nói đến sợ hãi, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Trang diện mùi thuốc súng cực kỳ dày đặc, chiến đấu hết sức căng thẳng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Nhu quyền điểm huyệt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 55 nhu quyền điểm huyệt quên chúng ta định quy cũ sao uông dương nhìn xem lâm xuyên cũng không quay đầu lại nói thế nhưng mà lưu hồng sắc mặt âm trầm muốn phản bác lại bị uông dương trên thân chấn động đi ra cường đại linh khí uy áp cho chấn trở về cũng không nói gì được đi ra có thể thông qua phía trước cái kia hai mươi người đấy liền có tư cách khiêu chiến chúng ta nếu như thắng các ngươi có thể mang theo toàn bộ đồ đạc ly khai chúng ta sẽ không lại làm khó dễ các ngươi nếu như thua chúng ta lấy đi một nửa xíp diễm hồng liên uông dương lạnh giọng nói ra hắn cảm giác có chút nhìn không thấu trước mắt thiếu niên tóc trắng này muốn thăm dò một chút lâm xuyên hư thật hơn nữa những quy tắc này cũng là bọn hắn trước đây liền định tốt cũng không phải đối với lâm xuyên ưu đãi lâm xuyên con mắt có chút nheo lại ngược lại là không nghĩ tới mấy người kia còn rất có nguyên tắc không có ý đuổi tận dết tuyệt lập tức cũng thu hồi trước sát tâm đứng thẳng người nhìn xem phía trước nhất cũng là cường đại nhất uông dương quy tắc chiến đấu là cái gì các ngươi sáu người có thể cùng tiến lên cũng có thể tách ra tự do an bài chúng ta bên này mỗi lần xuất ra một người ba ván cục hai thắng sinh tử bất luận uông dương mở miệng nói ra tốt lâm xuyên một lời đáp ứng dù sao hắn không để cho những người khác tham gia ý tứ cũng sẽ không cần trưng cầu người khác ý kiến uông dương mặt không đổi sắc nhìn lướt qua lưu hồng nói ra, ngươi lên trước đi, chú ý thiếu niên tóc trắng này, hắn không đơn giản. Lão đại ngươi liền coi được đi, bất kể hắn là cái gì trâu bò rắn rết, đến ta chỗ này đều được cho hắn đánh cho gần chết, nhất là hắn thật đúng là sao hung hăng càng quấy, ta nhất định phải làm cho bọn hắn biết rõ tu vi chênh lệch, cũng không phải một điểm quỷ kế liền có thể sang bằng đấy. Lưu Hồng mang theo hưng phấn tiếng cười, thân ảnh cấp tốc lao ra, thời gian một cái nháy mắt liền đứng ở lâm xuyên trước mặt 3 mét địa phương, không có trực tiếp đánh lén ra tay bởi vì vậy đơn giản tựu là vũ nhục thực lực của hắn thế nào còn không gọi ngươi những cái kia đồng đội tới lưu hồng cười lạnh nói là chuẩn bị trực tiếp nhận thua sao nếu như ngươi nhận thua mà nói cho ta dập đầu xin lỗi sau đó lấy ra tất cả xích diễm hồng liên lại tự phế hai tay có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết lâm xuyên nhìn qua lưu hồng sắc mặt bình tĩnh khẽ lắc đầu đối phó ngươi ta một cái là đủ rồi về phần thắng thua ta cho tới bây giờ không nghĩ qua thất bại nghe nói như thế lưu hồng tính tình nóng nảy lập tức bị kích sắc mặt âm trầm trực tiếp ra tay những người còn lại cũng đều là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem lâm xuyên thầm nghĩ thật sự là tự mình muốn chết tiểu quỷ làm tốt tử vong chuẩn bị đi đối mặt lưu hồng chém ra nắm đấm lâm xuyên thân thể có chút hơi nghiêng liền để tới tiên thuật chát ra vận chuyển tại lòng bàn tay bay bổng hướng phía lưu hồng bên cạnh thân huyệt đạo điểm tới hai người thân thể giao thoa mà qua, Lâm Xuyên lông tóc không hư hại, nhưng Lưu Hồng đã trong lúc vô tình bị Lâm Xuyên điểm trúng một huyệt đạo, trong kinh mạch lưu chuyển linh khí lập tức trì trệ, tuy nhiên còn không đến mức ảnh hưởng hắn luyện khí kỳ chính tầng tu vi, nhưng cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ừm. Vậy mà rơi vào khoảng không. Hơn nữa hắn còn công kích đến Lưu Hồng. Uông Dương con ngươi có chút ngưng tụ. Người khác khả năng nhìn không ra cái gì, nhưng hắn thấy rõ ràng lâm xuyên hời hợt kia trốn tránh thân pháp vậy căn bản không phải đang né tránh mà là dĩ nhiên dự phán đến lưu hồng nắm đấm công kích điểm rơi cùng quỷ tích sau đó đem công kích của mình cùng né tránh dung hợp lại cùng nhau cường đại năng lực phản ứng hắn là thế nào làm được đấy xem thấu đây hết thảy ung dương cảm nhận được thật sâu rung động phản ứng như vậy năng lực liền hắn đều không thể làm được oanh liên tục ba lượt công kích đều không có rơi vào lâm xuyên trên thân ngược lại nhường lâm xuyên cái kia mềm nhũng nắm đấm đánh tới tự mình, thẹn quá thành giận lưu hồng trực tiếp một cước đạp ở mặt đất, âm âm bạo hưởng trong toàn bộ mặt đất nháy mắt trầm xuống một mét có thừa, chập trùng khai mở cường đại lực chấn động lập tức ảnh hưởng tới lâm xuyên tránh né thân phát. Lưu hồng trên mặt lộ ra một vòng gian kế được như ý mỉm cười, lập tức thân eo uống éo, chân trái ngang vung mà ra, hướng phía lâm xuyên phần eo đánh tới, tốc độ cực nhanh, chèn ép không khí truyền ra chói tai tiếng nổ đùng đoàn. Bành. lâm xuyên bị một cước đạp bay đi ra ngoài nhưng là trên mặt biểu lộ lại không có tí ti biến hóa bởi vì tại tiếp xúc cái kia trong nháy mắt một tầng thật mỏng màng xương tại hắn phần eo dưới làn da cấp tốc hình thành ngăn cản tuyệt đại bộ phận lực công kích khiến cho lưu hồng mưu đồ đã lâu một kích trí mạng bị lặng yên không tiếng động hóa giải nguyên bản mừng như điên lưu hồng sắc mặt đột biến tại đá phải lâm xuyên nháy mắt hắn cũng cảm giác được không đúng vậy căn bản không phải tiếp xúc đến thân thể xuất giác càng giống là trực tiếp đá vào xương cốt bên trên cảm giác, lạnh như băng, cứng rắn, không hề sơ hở. Thắng Lưu Hồng đá ngang cũng không phải ăn chay đấy, cho dù là luyện khí kỳ 9 tầng người chịu lên một chút cũng muốn bị thương, huống chi chỉ là một cái luyện khí kỳ 5 tầng tiểu quỷ. Thật không có cái gì huyền niệm, cho rằng kiêu ngạo như vậy tiểu quỷ bao nhiêu lợi hại đâu này, lại chỉ bất quá đều là trang mà thôi, không có tí sức lực nào. Hừ, đoán chừng là tàn phế, cái này là hung hăng càng quấy đại giới, không có thực lực còn trang bức, thật coi tự mình là luyện khí kỳ liền có thể bằng được trúc cơ kỳ thiên kiêu A. Mấy người trên mặt đều mang nụ cười nhẹ nhõm, bọn hắn căn bản không cần đi xem lâm xuyên kết quả, không có bị trực tiếp đá cho hai đoạn đều đã là lưu hồng hạ thủ lưu tình. Nhưng mà sau một khắc, làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, lưu hồng trực tiếp truyền ra rên lên một tiếng, lập tức cả người lui ra phía sau mấy bước, chân trái trên quần vậy mà ẩn ẩn rịn ra vết máu. Hí! Lâm xuyên rơi trên mặt đất sau một tay chạm đất, cả người hướng về sau đi vòng quanh, luyện khí kỳ chính tầng công kích tuy nhiên bị thi cốt mạch phòng ngự lại, nhưng trong đó ẩn chứa cường đại lực đạo cũng không phải tốt như vậy tiết ra đấy. Lui ra 5-6 mét sau, Lâm xuyên ánh mắt ngưng tụ, thân thể đột nhiên phát lực nhảy lên một cái, cấp tốc hướng phía Lưu Hồng công tới, mà người sau đã ở lúc này hoảng sợ phát hiện, hắn nguyên bản vận chuyển cực kỳ trôi chảy linh khí vào lúc này xuất hiện trì trệ thậm chí có mấy cái huyệt đạo căn bản là như là bị ngăn chặn làm hắn thực lực chợt hạ xuống không tốt không tránh khỏi lưu hồng chứng kiến lâm xuyên cấp tốc công tới thân thể lập tức hướng về sau thối lui thiếu niên tóc trắng này quỷ dị công kích cùng phòng ngự thật là làm hắn không có đường nào trước kia tất cả kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ tại nơi này trên người thiếu niên cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Xuyên Nhu quyền điểm huyệt trực tiếp thi triển mà ra, ba 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 rơi vào lưu hồng trên thân, khiến cho không hề dãy dụ chi lực, thì ra là năm sáu cái hô hấp thời gian, Lâm Xuyên một chưởng vỗ tại lưu hồng ngực, người sau một ngụm máu tươi phun ra, bay ra ngoài xa 6 mét đập vào mặt đất, không còn có đứng lên. Hô Lâm Xuyên thu quyền mà đứng, làm ra tư thế xin mời, bình tĩnh nhìn hướng đối diện hơn 10 người, kế tiếp. Mà giờ khắc này ngoại trừ Uông Dương còn có thể kịp phản ứng bên ngoài, những người còn lại tất cả đều lâm vào mờ mịt đang thương người, bọn hắn tự hồ đến bây giờ đều không có kịp phản ứng, rõ ràng Lưu Hồng chiếm cứ tất cả ưu thế, mắt thấy là phải thắng, như thế nào trong lúc đó đã bị Lâm Xuyên đánh học máu đâu này? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 56 Nhu quyền pháp bác quái trưởng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 56 nhu quyền pháp bác quái trưởng còn có vừa mới cái kia dường như trận bảo y hệt quyền pháp bọn hắn căn bản thấy không rõ lâm xuyên ra tay chỉ có thể mơ hồ chứng kiến rất nhiều bàn tay tàn ảnh rơi vào lưu hồng trên thân bạch lâm xuyên một bước phóng ra thẳng đến đã hôn mê lưu hồng mà đi đã trận chiến đấu này sinh tử bất luận như vậy cũng liền đừng trách lâm xuyên hạ sát thủ rồi huống chi Lưu Hồng trước còn cần hết sức chăm chọc lời nói nhường Lâm Xuyên đầu hàng. Uông Dương đồng tử có chút co rụt lại, bất chấp cái gì quy tắc bất quy tắc đấy, trực tiếp ra tay với Lâm Xuyên, tấn công địch chỗ phải cứu. Hắn nhìn ra, Lâm Xuyên dĩ nhiên đối với Lưu Hồng động sát cơ, mà hắn lúc này căn bản cứu không được Lưu Hồng, chỉ có thể dùng công kích cường đại nhất thẳng hướng Lâm Xuyên, bức Lâm Xuyên vứt bỏ giết chết Lưu Hồng, bằng không hắn một kích này tuyệt đối có thể để cho Lâm Xuyên trọng thương nếu như nói ai đối với trận chiến đấu này xem rõ ràng nhất, không phải trong chiến đấu Lưu Hồng, mà là vẫn đứng ở đây bên ngoài Ung Dương. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện Lâm Xuyên nhược điểm, cái kia chính là lực phòng ngự cùng với cứng đối cứng thực lực không đủ. Cái này theo Lâm Xuyên một mực tại trốn tránh Lưu Hồng công kích liền có thể nhìn ra, về phần cái kia một chút đá ngang bị Lâm Xuyên phòng ngự, hắn phán đoán là Lâm Xuyên sử dụng phương pháp đặc thù, hắn không tin Lâm Xuyên có năng lực tự mình tiếp được một kích kia có được bi ca quan lâm xuyên tự nhiên thấy được sau lưng đánh úp lại lưu hồng, nguyên bản bình tĩnh trong con ngươi đột nhiên bay lên một vòng lệ khí, sát cơ bốn phía. Nếu như lúc này bởi vì thực lực không đủ ngã trên mặt đất chính là hắn, tuyệt đối không có người sẽ cứu, bởi vì trước khi chiến đấu đã nói, sinh tử bất luận, thậm chí nếu là bộ luyện sư tần lãng xuất thủ cứu hắn, những người này cũng nhất định sẽ ngăn trở. Nhưng là thay đổi là hắn muốn giết Lưu Hồng, những người này hoàn toàn không để ý cái gì quy tắc, trực tiếp ra tay muốn trọng thương bức lui hắn. Cái này là quy tắc, chỉ cấp kẻ yếu quy tắc. Ta muốn giết người, ngươi cứu không được. Lâm xuyên hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lệ khí chật lóe lên rồi biến mất, thân thể uống éo, vứt bỏ nguyên bản nhu quyền công kích, mà là đem tiên thuật chát ra tập trung ở ngón trỏ tay phải nhọn, bấm tay gãy nhẹ. Thi cốt mạch, nhất chỉ xuyên đạn. Màu trắng xương ngón tay nháy mắt xuyên ra, thẳng đến lưu hồng ngực mà đi, phù một tiếng chui vào trong đó, thậm chí đem hắn thân thể trực tiếp xuyên thấu, mang theo đại lượng vết máu cùng nội tạng mảnh vỡ tiếng nhập lòng đất. Uông Dương không nghĩ tới hắn ra tay sau lại còn là không có thể cứu hạ Lưu Hồng, trên mặt biểu lộ nháy mắt âm lãnh tới cực điểm, hơn nữa Lâm Xuyên năng lực phản ứng cũng lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, Lâm Xuyên liền trực tiếp cải biến phương thức công kích, dùng một loại màu trắng ám khí tập sát Lưu Hồng, phản phất là sau lưng như mọc ra mắt đem hắn tất cả hướng đi đều hoàn toàn dầm ngó. Dùng thi cốt mạch giết Lưu Hồng Lâm Xuyên lúc này dĩ nhiên quay người, đối mặt Uông Dương trong tay đâm tới cái kia đem đoạn kiếm, thanh tú trên mặt anh Tuấn gắn đầy sương lạnh, hắn với cái thế giới này cái gọi là quy tắc, lần nữa đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức, đó là hoàn toàn vì cường giả phục vụ, chỉ cần người ta nguyện ý, quy tắc, tùy thời có thể theo xé bỏ. Đã như vậy, vậy thì do ta đến một lần nữa viết quy tắc đi. Lâm Xuyên tại trong lòng lạnh như băng nói. Uông Dương tại đối mặt Lâm Xuyên cặp kia mắt trắng nháy mắt, chỉ cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương đột nhiên đánh úp lại, loại này sát ý lạnh như băng cùng tử vong uy hiếp, là vừa vặn tại Lâm Xuyên trên thân chưa từng xuất hiện đấy. Loại cảm giác này. Vì cái gì cùng đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ lúc như thế giống nhau. Uông Dương trong lòng khiếp sợ không thôi, trong nháy mắt này, hắn biết mình trước đối với Lâm Xuyên phán đoán còn là không ra không có toát ra sát ý lâm xuyên, cùng giờ phút này sát ý lăng nhiên lâm xuyên, cái kia hoàn toàn tựu là hai người. Hắn che giấu thực lực. Đây là Uông Dương trong lòng cuối cùng có thể nghĩ tới đáp án. Lâm Xuyên không tiếp tục đi để ý tới Uông Dương đâm tới cái kia đem đoạn kiếm, tại hắn bi cao quan ở bên trong, lúc này xuất hiện một cái màu xanh nhạt bát quái trận, cái này bát quái trận đem hắn mình cùng đánh úp lại Uông Dương bao quát ở bên trong, trên người đối thủ tất cả huyệt đạo cùng kinh mạch cùng lâm xuyên dưới chân bát quái trận đối ứng. Tiên pháp nhu quyền pháp bát quái 64 trưởng. Phốc. Cũng liền tại lúc này, Ung Dương đoạn kiếm đâm thẳng biểu hiện ra không có bất kỳ phòng ngự lâm xuyên ngực, ngay tại hắn vì giết chết lâm xuyên cùng hỉ thời điểm, trên đoạn kiếm truyền đến xúc cảm lại làm cho sắc mặt hắn biến đổi, cái kia hoàn toàn không giống như là đâm vào thân thể cảm giác, ngược lại như là trực tiếp đâm vào xương cốt trên, hơn nữa còn là cực kỳ cứng trắng xương cốt, thậm chí so với hắn đoạn kiếm trong tay còn cứng trắng hơn. Chờ hắn phát hiện không đúng, muốn rút kiếm lui về phía sau lúc, Uông Dương hoảng sợ phát hiện, Lâm Xuyên ngực chẳng biết lúc nào sinh trưởng ra hai mảnh trắng héo xương cốt, kẹp lấy cánh tay của hắn. Bác quái, hai trưởng. Đùng đùng. Cơ hồ là đồng thời vang lên hai tiếng giọng vang, Uông Dương thân thể trực tiếp bị đánh ở giữa không trung bên trong, Lâm Xuyên trên hai tay màu Tử Kim Chakra lúc này biến thành cực kỳ rõ ràng, tại ánh mắt mọi người ở bên trong chỉ thấy nhanh như thiểm điện hai đạo quan mang điểm vào Ung Dương trên thân. Bốn chưởng, ba 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 đùng, Lâm Xuyên thân thể một chuyển, lại là bốn đạo hào quan màu Tử Kim đánh vào Ung Dương trên thân, đem hắn thân thể cao cao vứt lên, một ngụm máu tươi theo Ung Dương trong miệng phun ra. Tám chưởng, ba ba ba, đến lúc này đã không có người có thể thấy rõ lâm xuyên ra tay, còn lại chỉ có một mảnh màu tử kim tàn ảnh, thậm chí những này hào quang màu tử kim đã theo ung dương trên thân phát tán ra, như là bị lâm xuyên công kích trực tiếp xuyên thấu. 16 chưởng ba 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 đùng Hào quang màu tử kim tứ tán vẫy ra, bao phủ tại ung dương chung quanh thân thể, như là từng đạo lợi kiếm bình thường theo trong thân thể của hắn xuyên qua, sau đó phát ra đến trong không khí, Lâm Xuyên giờ phút này phản phất thiên thủ quan âm, lọc vào trong tầm mắt tất cả đều là hắn ẩn chứa tiên thuật cha ra hai tay. Oanh! Theo cuối cùng đấm ra một quyền, Lâm Xuyên khí tức thoáng có chút bất ổn, theo thực lực của hắn bây giờ, tối đa chỉ có thể đem bát quái 64 trưởng thi triển đến thứ 16 trưởng mà thôi, đây là hắn mức cực hạn. Nhưng vậy thì đã đủ rồi, cường đại điểm huyệt năng lực, hơn nữa nhu quyền đối với nội tạng công kích tổn thương, những này chồng chất lên nhau, đủ để khiến cho ung dương cái này luyện khí kỳ đại viên mãn cường giả không còn chút nào nữa tiếp tục chiến đấu khả năng. Hô 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 lâm xuyên thở không ngừng, cái trán cũng có mồ hôi chảy ra, bác quái 64 trưởng đối với hiện tại hắn mà nói gánh vác thật lớn, nếu không phải không muốn bạo lộ thi cốt mạch, hắn cũng sẽ không đơn giản vận dụng, chẳng qua là lúc đó đối với những người này sát tâm đã lên, vậy lại không buông khả năng. Ngã trên mặt đất uông dương chậm rãi đứng lên, trên mặt lại không nửa điểm màu máu, nhìn về phía Lâm Xuyên ánh mắt hoàn toàn tự là đang nhìn một cái quái vật, nâng lên một tay run rẩy nói ra, ngươi, ngươi, rốt cuộc là cái gì? Lời còn chưa nói hết, Uông Dương một ngụm máu tươi phun ra, trong đó thậm chí hỗn tạp nội tạng của hắn mảnh vỡ, thương thế trọng đến cơ hồ gần chết cục diện. Lão đại, cách đó không xa mấy cái luyện khí kỳ chính tầng tu sĩ lập tức bừng tỉnh, hướng phía Uông Dương chạy tới, mà đổi thành một bên, năm tên luyện khí kỳ chính tầng tu sĩ bay thẳng đến lâm xuyên phương hướng vây kín mà đến, trong ánh mắt là không che giấu chút nào sát ý bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 57 Quy tắc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 57 Quy tắc số 44 tràn săn bắn, trong khoảng cách hồ dung nham không xa trong rừng rậm, năm tổ 15 người tụ tập cùng một chỗ, một người trong đó giờ phút này đang đứng tại một cây đại thụ đỉnh, nhìn qua hồ dung nham phương hướng. Ồ, tên đẹp như thế nào đột nhiên nổi sương mù, hoàn toàn nhìn không tới mấy cái luyện khí kỳ chính tầng tu sĩ. Thiếu niên âm thầm thì thầm một tiếng, quay người mấy cái lên xuống, theo trên đại thụ nhảy xuống tới, trực tiếp hướng ngồi xếp bằng ở chính giữa tu luyện một cái anh tuấn thiếu niên đi đến. Dương thần, trung ương hồ phụ cận đột nhiên nổi sương mù, ta bên này cái gì cũng không nhìn thấy thiếu niên cau mũi một cái nói ra. Nổi sương mù. Nhắm mắt tu luyện dương thần mở hai mắt ra, màu quang bên trong có tí ti linh khí đang nhấp nháy. Người này đúng là người mới trong thực lực xếp hàng thứ nhất, đạt đến luyện khí kỳ bảy tầng dương thần. Trước đội ngũ của hắn 15 người theo nham thạch nóng chảy huyệt động đi ra, cũng bị nhiều người tập kích, bất quá bọn hắn thực lực tổng hợp nếu so với đám kia đám ô hợp cường đại hơn nhiều, cuối cùng vọt ra bất quá về sau bọn hắn đồng dạng gặp uông dương bọn người bọn hắn cho ra điều kiện cùng cho lâm xuyên dương thần biết mình bên này vô luận như thế nào không phải là đối thủ hơn nữa hắn cũng có bảo tồn thực lực nghĩ cách vì vậy trực tiếp giao ra một nửa xíp diễm hồng liên mang người ly khai rồi uông dương cũng không có tận lực khó xử bởi vì hắn biết rõ như dương thần thiên tài như vậy lâm gia bao nhiêu sẽ dành cho chú ý hắn muốn thật sự ở nơi này giết dương thần sau khi rời khỏi đây tuyệt đối không có chuyện gì tốt như thế nào lại đột nhiên nổi sương mù? Dương Thần nghi hoặc, đang chuẩn bị tiếp tục truy vấn, lại phát hiện đã có từng tia từng tia từng sợi sương mù hướng phía hắn bên này khuếch tán tới. Vù. Dương Thần xoay người nhảy lên một cái, thò tay đã nắm một sợi sương mù, cẩn thận cảm giác nửa ngày, lập tức trong cơ thể linh khí vận chuyển, hướng sau lưng đại thụ đỉnh nhảy tới. Cái này sương mù nồng nặc nhất địa phương là xuất khẩu phụ cận cùng với những luyện khí kỳ đó chính tầng tu sĩ vị trí. Dương thần trên mặt thần sắc sáng tối chập chờn, tuy nhiên hắn ở trong sương mù không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là cái này sương mù xuất hiện, vô luận là thời gian còn là địa điểm đều quá xảo hợp rồi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trầm ngâm nửa ngày, dương thần phát hiện sương mù bắt đầu tiêu tán, hơn nữa ở cửa ra phụ cận, mơ hồ truyền đến thanh âm đánh nhau. Xem ra có cần phải đi qua tìm tòi hư thực. Dương thần trong lòng nói nhỏ, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, hướng phía cách đó không xa mặt khác một cây đại thụ rơi đi, đồng thời đối với dưới cây mọi người nói, ta đi thăm dò xem một phen, các ngươi chờ đợi ở đây. Bên kia, một cái vóc người mười phần cao lớn thiếu niên chính cẩn thận hành tẩu trong rừng rậm, lợi hại con mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, một sợi gió nhẹ lướt qua, sương mù trắng xóa đột nhiên bao phủ thiếu niên chỗ rừng rậm. Như thế nào lại đột nhiên nổi sương mù? thiếu niên hồ nghi nhìn đột nhiên xuất hiện sương mù, lập tức cái mũi nhăn lại, nhẹ nhàng hít hà. Đây là hắn hương vị. Thiếu niên trong đầu lập tức hiện hiện ra cái kia tóc trắng mắt trắng thiếu niên, cái kia nhường hắn còn sống đi ra tại đây sau đi tìm người của hắn. Thế nào lại là hắn? Đã thật lâu không có phát hiện tung tích của hắn rồi, hẳn là từ dưới đất dung nham huyệt động vừa mới xuất hiện đi. Muốn hay không đi xem đâu này? Pháp giả chân mày hơi nhíu lại. Đã tránh không khỏi, vậy đi trông thấy cũng không sao. Cuối cùng, Pháp giả còn là quyết định đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra, quay người nhanh nhẹn tinh thần phấn chấn vị truyền đến phương hướng chạy tới. Ngay tại lúc đó, phát hiện sương mù dị thường người, đang chần chờ một lát sau đều nhao nhao hướng phía bên kia tiến đến, muốn nhìn một chút có hay không ngư ông đắc lợi khả năng. Tại đây trong mọi người, nhanh nhất đuổi tới chiến trường chính là dương thần cùng Pháp giả mà bọn hắn chứng kiến đúng là Lâm Xuyên theo thi cốt mạch đánh chết Lưu Hồng sau, ngang nhiên thi triển bát quái 64 trưởng. Cái kia nhanh như gió táp trưởng Pháp, cùng với kỳ dị hào quang màu tử kim, thật sâu rung động linh hồn hai người. Mà sau lưng Lâm Xuyên cách đó không xa hàng thanh ba người, theo trong rung động phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng rốt cuộc minh bạch tới, Lâm Xuyên căn bản không cần thiết người cứu, bởi vì hắn chính mình thực lực dĩ nhiên đã cường đại đến có thể đánh chết luyện khí kỳ đại viên mãn trình độ. Trong tràng, Lâm Xuyên đối mặt súng lại tới năm tên luyện khí kỳ chính tầng tu sĩ, Bi cao quan có chút nheo lại. Hắn không sợ những người này, vấn đề duy nhất tựu là sau lưng bộ luyện sư cùng tầng lãng, thực lực của bọn hắn còn quá yếu, một bên bảo vệ bọn hắn, một bên chiến đấu, đối với Lâm Xuyên mà nói áp lực rất lớn. Mà sở dĩ sử dụng bát quái 64 trưởng là muốn tại đối phương chưa kịp phản ứng lúc, liền cho bọn hắn trọng thương, hơn nữa hình thành uy hiếp, hiện tại xem ra, những này mục đích đúng là đạt đến. Súng lại tới người mặc dù đối với bị giết cơ hội bốn phía, nhưng trong ánh mắt lại mang theo thật sâu kiên kỵ, có thể tại qua trong giây lát trọng thương một cái luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, bọn hắn cho dù là năm người cùng một chỗ, cũng tuyệt không dám tùy tiện ra tay. Cũng tại lúc này, ăn vào một mai đang dược uông dương vậy mà một lần nữa đứng lên, lần nữa đối mặt Lâm Xuyên, trong ánh mắt của hắn mang theo sợ hãi thật sâu cùng kiên kỵ, hắn xác định, Lâm Xuyên tu vi tuyệt đối không chỉ chứng kiến cái kia điểm, có thể thi triển như vậy trưởng pháp, tuyệt đối là đã xúc động sợ đến trúc cơ kỳ biên giới cường giả. Người muốn như thế nào mới có thể để cho chúng ta ly khai? Uông Dương mở miệng hỏi, một câu, kinh ngạc ở đây tất cả mọi người. Lâm Xuyên khóe miệng có chút câu dẫn ra, hắn quả nhiên vẫn là ưa thích cùng người thông minh giao lưu tất cả nội đan, một nửa xích diễm hồng liên. Lâm xuyên lời của rơi xuống, bốn phía vừa mới xuất hiện người vây xem lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này luyện khí kỳ năm tầng thiếu niên tóc trắng, vậy mà tại cùng hơn 10 người luyện khí kỳ 9 tầng cường giả co kè mặt cả, hơn nửa thiếu niên này còn là cường thế cái kia một phương. Cái này, ta sẽ không là nghe lầm đi. Tất cả mọi người đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Tốt, ta đáp ứng ngươi uông dương không sao cả do dự liền trực tiếp đáp ứng xuống thần kỳ chính là bốn phía những cái kia đầy mặt sát khí tu sĩ không có một cái nói lời phản đối quyết định này đều ngầm cho phép chuyện này phát sinh lâm xuyên cười khẽ lộ ra một vòng tươi đẹp mà dáng cười ôn hòa khuôn mặt anh tuấn phản phất thiên thần bởi vì lúc này đây hắn tựu là quy tắc uông dương thậm chí cũng không nói trước kia ước định bởi vì hắn không dám thu uông dương bên kia đưa tới đồ đạc Lâm Xuyên cũng lười lại nhìn, trực tiếp giao cho bộ luyện sư, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới mang theo mấy người rời đi, từ đầu đến cuối, mọi người vây xem không có một cái dám lên tiếng nói chuyện, hiện trường an tĩnh có chút kiềm chế. Phốc Buông dương có một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệt, viện hai người cánh tay chật vật nói ra, chúng ta đi. Lập tức cũng không ở bên cạnh dừng lại, quay người hướng phía rừng rậm ở trong chỗ sâu mà đi từ giờ khắc này bắt đầu thiếu niên tóc trắng uy danh dần dần truyền ra tất cả mọi người biết rõ tại nơi này nho nhỏ tràn sang bắn ra một cái không thể trêu chọc nhân vật mà ngay cả thông qua khảo hạch người cũng không được dương thần hít sâu một hơi đè xuống khiếp sợ trong lòng trong đôi mắt mang theo thật sâu kiên kỵ nhìn về phía lâm xuyên phương hướng ly khai trong lòng ngưng trọng nói ta toàn lực ứng phó bạo lộ hết thảy lá bài tẩy dưới tình huống cũng có thể chiến thắng ung dương nhưng hắn Tuyệt đối không có sử dụng toàn lực. Hắn rốt cuộc là thế nào một cái quái vật? Bên kia, pháp giả trong đôi mắt tránh né ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, còn có một vòng mừng rỡ. Tại thời khắc này, hắn chân chính bắt đầu cân nhắc đi theo lâm xuyên khả năng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58 Bị theo dõi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 58 bị theo dõi lâm xuyên mấy người cũng không có đi xa chỉ là dọc theo trung ương suối nước nóng hồ hướng một phương hướng khác đi tới một điểm năm người vây quanh một cây đại thụ ngồi xếp bằng dưới cây lâm xuyên đang tại nhắm mắt khôi phục bên trong hàng thanh ba người nhìn qua lâm xuyên ánh mắt mang theo thật sâu tôn kính có thể thi triển ra cường đại như vậy chưởng pháp lâm xuyên tại trong lòng của bọn hắn đã sớm là giống như thần tồn tại kỳ thật vừa mới những người kia còn có sức đánh một trận Bọn hắn có gần 10 tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, nếu như xuất thủ, chúng ta năm cái khẳng định không có gì sức hoàn thủ, lại không nghĩ rằng bị Lâm Xuyên lão đại cho trực tiếp hù chạy." Hàn Thanh nhẹ giọng nói ra. "Cũng không hoàn toàn là bị dọa chạy, xem như một loại hai bên thỏa hiệp đi." Tần Lãng cao mày nhìn qua Lâm Xuyên, hắn có chút bận tâm Lâm Xuyên trạng thái. "Vì cái gì nói như vậy?" Hàn Thanh tò mò hỏi, những người còn lại cũng đều nhìn lại đợi đến lúc tần lãng giải thích. Lâm Xuyên có thể nháy mắt trọng thương cái kia luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, thực lực khẳng định cực kỳ cường đại, nhưng này dạng chiêu thức tiêu hao cũng rất lớn, Lâm Xuyên không có khả năng nhiều lần sử dụng, nếu như tiếp tục động thủ, song phương đều không chiếm được tiện nghi gì. Bên trong vùng rừng rậm này chúng ta cũng không phải hoàn toàn đối địch, còn có những địch nhân khác mai phục tại xung quanh, Lâm Xuyên cùng tu sĩ kia đều tin tường điểm này, một khi tự chiến xuống dưới, sẽ chỉ làm người khác ngư ông đắc lợi mà thôi lâm xuyên chiếm cứ ưu thế lại không có đưa ra quá phận điều kiện cho nên bọn hắn cũng liền đáp ứng xuống còn có một cái nguyên nhân chính là cái luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ cần mau chóng chữa thương bằng không hắn tại trong đội ngũ lãnh đạo địa vị đã có thể khó giữ được tần lãng đơn giản giải thích nói ánh mắt một mực tại lâm xuyên trên thân lông mi bên trong ẩn ẩn có chút lo lắng dù sao bọn hắn vừa mới quá sao chiêu người tai mắt rồi lại thân mang đại lượng xích diễm hồng liên cùng nội đan một khi có dân liều mạng tụ tập đại lượng tu sĩ mà đến phiền phức của bọn hắn liền lớn hàng thanh ba người thì là đối với tầng lãng cái này nhóc béo có chút lau mắt mà nhìn gần kề một hồi đơn giản chiến đấu mà thôi không nghĩ tới tầng lãng liền có thể nghĩ đến như vậy nhiều đồ đạc ba người này quả nhiên không có một cái đơn giản nhìn xem lâm xuyên trên trán che kín mồ hôi bộ luyện sư cắn môi một cái suy tư một lúc sau đứng lên hướng lâm xuyên rón rén đi đến lại không nghĩ rằng vừa tiếp cận lâm xuyên 5 mét ở trong lâm xuyên con mắt liền bỗng nhiên mở ra nhìn xem duỗi ra một chân chính thận trọng đi tới bộ luyện sư ta ta chỉ là muốn lau cho ngươi lau mồ hôi bộ luyện sư cả kinh thanh âm rất nhỏ nói ra vì quấy rầy lâm xuyên tu luyện cảm thấy ảo não không có việc gì ta đã khôi phục lâm xuyên mỉm cười đứng người lên sờ lên bộ luyện sư đầu, thầm nghĩ giống như hù đến tiểu bằng hữu rồi. Ngươi lần này ngược lại là khôi phục thật mau. Tần lãng cười lớn nhảy tới, trên mặt lo lắng hệ quét là sạch, chỉ cần lâm xuyên không có việc gì, cái này tràn sang bắn cũng không có gì rất lo lắng đấy. Lâm xuyên sạm mặt lại, trong lòng than vãn một tiếng thằng này như thế nào như vậy không thức thời thế đâu này, lập tức buông ra tới tay mùi tử, dù sao cũng làm không là cái gì chúng ta sau đó phải làm cái gì? Chờ đợi khảo hạch chấm dứt sao? Hàng thanh đi tới hỏi. Trong tay bọn họ xích diễm hồng liên cộng thêm linh thú nội đan, qua lâu rồi có thể thông qua khảo hạch tiêu chuẩn, thời gian kế tiếp tùy tiện tìm một chỗ du ngoạn cũng có thể. Lâm xuyên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, còn có một điểm chuyện cần phải làm. Chúng ta đi trước tìm mấy người. Người nói là Trương Nhạc Dương ba người bọn hắn. Tần lãng hỏi, Lâm Xuyên trước kia đề cập với bọn họ dưới mặt đất huyệt động sự tình. Từng, sớm biết như vậy bên trên nguy hiểm như vậy, ta liền dẫn bọn hắn cùng nhau. Lâm Xuyên lo lắng nói ra. Sau một khắc, Lâm Xuyên nhẹ nhàng khép lại hai mắt, lần nữa mở ra lúc, con mắt chung quanh kinh mạch dĩ nhiên nổi điên. Bi quan. Bốn phía cây cối bắt đầu hư hóa biến mất, Lâm Xuyên tầm mắt không ngừng mở rộng, phạm vi một km trong vòng tình cảnh chỉ một thoáng thu hết vào mắt cẩn thận tìm một phen, Lâm Xuyên cũng không có phát hiện Trương Nhạc Dương ba người tung tích, ngược lại là phát hiện rất nhiều theo dõi bọn hắn người, ở trong đó có người quen, ví dụ như Pháp Dạ, còn có vừa mới một người trong những người kia luyện khí kỳ chính tầng. Còn lại hơn nữa là một ít kẻ không quen biết, đa số rất xa quan sát đến Lâm Xuyên nhất cử nhất động, mặc dù không có biểu hiện ra cái gì ác ý, nhưng Lâm Xuyên không chút nghi ngờ những người này thủ đoạn độc ác như hắn thoáng biểu hiện ra một điểm bản thân bị trọng thương dấu hiệu hắn tin tưởng những người này tuyệt đối sẽ như ngửi được mùi máu tươi con ruồi đồng dạng hô nhau mà lên giết người đoạt bảo hừ tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì tâm tư không đứng đắn nếu không lâm xuyên trong lòng cười lạnh một tiếng hắn không có lựa chọn lên tiếng quát lui những người này bởi vì không cần phải vì mấy cái con ruồi bạo lộ hắn bi ca quan một ít năng lực huống chi tuy nhiên những người này ở đây ám lâm xuyên ở ngoài sáng nhưng có Bika quan Lâm xuyên sớm đã xem thấu hết thảy, ngược lại nắm giữ tất cả quyền chủ động, muốn suy nghĩ phản chế những người này dễ như trở bàn tay. Xem ra Trương Nhạc Dương không ở phụ cận đây. Lâm xuyên thầm nghĩ trong lòng, lập tức thu hồi Bika quan Dưới mặt đất dung nham huyệt động cửa ra vào không chỉ một, bọn hắn khả năng theo cái khác xuất khẩu lên đây. Tần lãng suy đoán nói. Đi, chúng ta dọc theo hồ nước tìm xem xem, những cái kia lẻ tẻ phân bố cửa ra vào cần phải đều ở đây phụ cận. Lâm Xuyên nói ra, lập tức mang theo mọi người dọc theo bờ hồ bắt đầu tìm kiếm. Bi quan tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy phạm vi một km tả hữu đích sự vật, nhưng cũng không phải nói ra cái phạm vi này liền hoàn toàn xem xét không đến, chỉ có điều tầm mắt sẽ trở nên rất mơ hồ mà thôi, nếu như Lâm Xuyên đem động lực tập trung ở một cái phương hướng trên, hắn vẫn là có thể chứng kiến xa hơn khoảng cách đấy, nhất là hắn sử dụng tiên thuật chakra. ra. Lúc này, cùng Lâm Xuyên vị trí chỗ ở vừa vặn tương đối bên kia, hơn 30 luyện khí kỳ 6 tầng ở trên tu sĩ tụ tập tại một cái cửa ra phụ cận, tu vi của bọn hắn cao thấp không đều, luyện khí kỳ 6-7 tầng tối đa, cũng không thiếu luyện khí kỳ tầng 8-9 cường giả, nhưng không có một cái như ung dương như vậy đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn tồn tại. Bốn phía trên mặt đất nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể, máu tươi dường như dòng suối nhỏ bình thường chảy xuôi trên mặt đất, cuối cùng chảy vào trong hồ nước, đem mảng lớn hồ nước nhuộm thành đỏ thẫm nhan sắc, tản mát ra từng cơn mùi huyết tinh. Bành bành bành, liên tiếp ba tiếng nhẹ vang lên. Ba cái thiếu niên gầy yếu bị người đánh bay lên, máu tươi từ bọn hắn trong miệng phun ra ngoài, huy sái thành một mảng mưa máu. Ba mươi mấy người nhếch miệng cười to, rất hưởng thụ dạng này hành hạ đến chết. Không nghĩ tới yếu như vậy, gia hỏa trong tay thậm chí có tám cây xích diễm hồng liên, thật là lớn mùa thu hoạch a. À một cái luyện khí kỳ bảy tầng thiếu niên cười nói, lách mình đi đến rơi xuống từ trên không thiếu niên bên người, cầm chân đạp một người trong đó mặt nói ra. Chật chật. Vận khí thật tốt, có thể bắt được nhiều như vậy xích diễm hồng liên, đáng tiếc các ngươi gặp chúng ta. Trương Nhạc Dương hàm răng nát ba bốn khỏa, trong mồm tất cả đều là dinh dính mùi máu tươi, đầu bị người trùng điệp dẫm lấy trong đất buồn, toàn thân đều là đáng sợ miệng vết thương, các ngươi đã lấy được xích diễm hồng liên, vì cái gì? Vì cái gì không thả các ngươi đi thật sao? Thế nhưng mà chúng ta tại sao phải phóng đâu này? Ta nhất hưởng thụ dạng này hành hạ đến chết rồi. Người nọ liếm láp khóe miệng, cùng tiếu nói ra, dưới chân lực đạo không ngừng tăng thêm, đem trương nhạc dương thân thể hướng phía trong đất bùng đạp đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59 Đại khai sát giới Lâm Xuyên bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 59 Đại khai sát giới lâm xuyên, ha ha ha. Giữ tận tiếng cùng tiếu theo bốn phương tám hướng truyền đến, quanh quẩn tại rừng rậm dưới bầu trời, hết thảy tất cả tại trương nhạc dương bên tai vù vù, ngầm chiếm lấy hắn đang thừa không nhiều lắm ý thức. Cuối cùng, hay là muốn chết? Trương Nhạc Dương có chút mở ra bị huyết dịch xâm nhiễm con mắt, muốn lại nhìn liếc bầu trời xanh thẳm, lại phát hiện lọt vào trong tầm mắt một mảnh đỏ tươi theo ba người bọn họ từ này cái xuất khẩu đi ra một khắc này bắt đầu hết thảy đều là một hồi ác mộng theo khi đó bắt đầu bọn hắn giống như là tiếng nhập địa ngục bị những người này điên cuồng hành hạ đánh mặc dù bọn hắn giao ra tất cả xích diễm hồng liên cùng nội đan cũng vẫn không có tránh được những người này ma trảo một bên trương duy cùng trương mặt vẫn không nhúc nhích không rõ sống chết trương nhạc dương chính mình cũng đã chống đỡ không nổi đi hắn quá mệt mỏi, thầm nghĩ nặng nề ngủ đi, sẽ không còn tỉnh lại. Nhắm mắt lại một khắc cuối cùng, Trương Nhạc Dương mơ hồ chứng kiến một thân ảnh cấp tóc mà đến, hắn có một đầu mái tóc màu trắng, một đôi sáng ngời con mắt màu trắng, cực kỳ giống hắn tại trong nham động nhận thức một cái bằng hữu. Ồ, có người tới chịu chết. Xa xa, hơn 30 người trong đã có hơn phân nửa chú ý tới đang tại phi tóc chạy tới thiếu niên tóc trắng. Lâm Xuyên trong bi ca quan chứng kiến đây hết thảy sau, toàn thân máu tươi đột nhiên bạo một phát, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến, lại tự hồ như còn là đã chậm một bước. Tới thật đúng lúc, cái này ba cái đồ chơi đã chơi chán rồi, vừa vặn đổi một cái. Dẫm lấy trương nhạc dương cái kia tên tu sĩ tàn khốc cười nói, quay người hướng Lâm Xuyên chạy đi. Một cái luyện khí kỳ năm tầng tu sĩ, cũng dám thẳng đến một đám luyện khí kỳ sáu tầng ở trên tu sĩ mà đến, quả thực tự là chịu chết. Là tới cứu người đấy sao? Trong đó mấy người nhìn thoáng qua không biết sống chết trương nhạc dương ba người, trên mặt mang theo khinh miệt dáng tươi cười. Lâm xuyên trên thân sát ý lăng nhiên, lạnh như băng sát lục khí tức tản ra kinh khủng lệ khí, hắn bi cao quan tại thời khắc này đã tập trung vào tất cả mọi người ở đây, tổng cộng 36 cái, những người này, hắn hôm nay một cái cũng sẽ không bỏ qua, vết chốc tại thời khắc này biến thành đương nhiên, không cần thiết bất kỳ lý do gì nếu là tới cứu người đấy, ta đây liền để hắn tận mắt thấy ba cái kia đồ chơi đã chết đi. Một người chăm chọc cười nói, lập tức thân ảnh lóe lên hướng phía trương nhạc dương ba người phóng đi. Hắn muốn tự tay đem ba người chém đầu, nhưng thiếu niên tóc trắng kia chứng kiến tự mình cứu chi nhân đã chết, nhưng hắn cảm nhận được khắc sâu nhất thống khổ, cùng với cái thế giới này pháp tắc, kẻ yếu, chỉ có thể bị giết. Này sẽ là bọn hắn lớn nhất niềm vui thú. Bọn hắn giết người, chưa bao giờ cần lý do. Mắt thấy có người muốn đối với Trương Nhạc Dương ba người hạ sát thủ, mà hắn cách bên kia còn có hơn 10 mét khoảng cách, Lâm Xuyên khuôn mặt lạnh như băng đột nhiên ngưng tụ, không chút do dự. Thi cốt mạch thập chỉ xuyên đạn. Mười tiết màu trắng xương ngón tay giống như viên đạn bình thường cấp tốc xuyên ra, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có một mảnh tàn ảnh. Đó là vật gì? Chẳng lẽ là ám khí? Không tốt, tốc độ quá nhanh căn bản trốn không thoát. Đúng. Sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia muốn đối với Trương Nhạc Dương Hà sát thủ tu sĩ trực tiếp bị một cổ sức lực lớn đánh bay, huyết thủy từ giữa không trung bỏ ra, giống như một hồi máu tanh mưa to. Phải biết, Lâm Xuyên lợi dụng bi cao quan phối hợp thập chỉ xuyên đạn công kích nhược điểm huyệt đạo, là có thêm cực kỳ khủng bố lực sát thương đấy. Trước trong lòng đất hắn tự là dùng một chiêu này giải quyết đào tẩu mấy người giờ phút này thập chỉ xuyên đạn tất cả đều đánh vào người nọ trên thân, hoàn toàn tự là thuấn sát. Thiếu niên tóc trắng kia không đơn giản, cùng tiến lên, vết hắn đi. Theo một người trong đó ra lệnh một tiếng, mười người đồng loạt ra tay, hướng phía lâm xuyên mau chóng đuổi theo. Lúc này, trước dẫm lấy trương nhạc dương đôi má cái kia tên tu sĩ dĩ nhiên đến lâm xuyên bên người, nhưng hắn cũng nhìn thấy lâm xuyên sử dụng ám khí thuấn sát hắn đồng đội tình cảnh, kinh hải ngoài thân thể một chuyển, lập tức liền muốn lui về phía sau tạm thời tránh đi thế nhưng mà lâm xuyên làm sao có thể cho hắn thối lui cơ hội vừa mới hắn lúc đến nơi này tận mắt thấy tựu là trước mắt người này tại dùng chân dẫm đạp đã sống chết không rõ trương nhạc dương nếu thật nhiều người này cứ như vậy chạy cái kia còn có mặt mũi đi đối mặt bằng hữu của mình hắn lâm xuyên cho tới nay đều là vì tự mình vì có tự bảo vệ mình năng lực vì không bị người khi dễ nhưng đi tới nơi này cái thế giới sau hắn không gì sánh được quý trọng gặp phải những bằng hữu kia hắn truy cầu cường đại tu vi mục đích theo gần kề chỉ là vì tự mình biến thành vì phải bảo vệ hết thảy tự mình quý trọng chi nhân nếu như ngay cả điểm này đều làm không được hắn cường đại hơn thực lực lại có tác dụng gì tu tiên lại có tác dụng gì đến cuối cùng hắn như trước là côi cúc một người mà thôi có lẽ đây chính là ta nhẫn đạo con đường tu tiên của ta đi lâm xuyên thầm nghĩ trong lòng sau một khắc Tay phải của hắn ngã vào bả vai địa phương, một khúc màu xám trắng xương cốt giống như lợi kiếm bình thường xuyên thấu mà ra, cầm chặt cái này tiết cốt đầu nháy mắt. Lâm Xuyên đi ca quang đột nhiên ngưng tụ, đạp chân xuống mặt đất, tốc độ tăng vọt, đi thẳng tới vẻ mặt hoảng sợ tên tu sĩ kia trước mặt. Bạch, xương chủy không chút huyền niệm xuyên qua trái tim của người nọ. Lâm Xuyên thân thể có chút hơi nghiêng, dưới chân quẹt một cái liền đi tới này thân người sau thò tay đem dính đầy máu tươi xương chủy theo hắn sau lưng trực tiếp rút ra, người nhẹ nhàng rời đi. Động tác hành vân lưu thủy, không có chút nào trì trệ, giống như Lâm Xuyên dự đoán được đối thủ tất cả công kích lộ tuyến, tất cả né tránh phương vị. Đó là xương cốt của hắn. Tất cả mọi người khi nhìn đến Lâm Xuyên rút ra tự mình xương cốt nháy mắt, đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thậm chí liền Lâm Xuyên thuấn sát bọn hắn một tên đồng đội đều không ai kịp phản ứng, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, phản phất đây hết thảy đều là ảo giác. Thiếu niên tóc trắng này thật là người sao? Đây là trong lòng tất cả mọi người nghi vấn. Lâm xuyên tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền vọt tới cái kia 10 tên giết tới tu sĩ bên người, trong tay cẳng tay tại bi quan cường đại phụ trợ phía dưới, thẳng hướng địch nhân. Thi cốt mạch, điệu múa hoa sơn trà. 10 cái ít nhất luyện khí kỳ 6 tầng ở trên tu sĩ vây công, nhưng Lâm Xuyên né tránh cùng công kích lại hoàn toàn là thành thạo, bi quan phối hợp thi cốt mạch công kích cùng phòng ngự, khiến cho hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Tuy nhiên thi cốt mạch điệu múa hoa sơn trà Lâm Xuyên gần kề chỉ là nắm giữ một điểm gia lông. Căn bản không đạt được Kaguya Kimima trình độ, nhưng Bikawan cái này ưu thế cũng là Kimima không có được đấy. Thể thuộc loại vật này là cần thật lâu thời gian đi tu luyện đấy, Lâm Xuyên bây giờ căn bản không có thời gian, có thể hắn đối mặt những tu sĩ này, cũng là tu chân giới yếu nhất tồn tại, bọn hắn không có tốt công pháp, tốt sư phó, cũng không có cường đại phụ trợ kỹ năng, vậy thì cho Lâm Xuyên cực lớn cơ hội. Lúc này Lâm Xuyên, lợi dụng bi cao quan 360 độ thấu thị tầm mắt, gần như có thể tránh né mất tất cả công kích, đồng thời cũng có thể phát huy ra thực lực không yếu, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn biết rõ tiếp tục như vậy không cách nào giết chết nhiều người như vậy huống chi một bên khác còn có hơn 20 người không có tham dự vào, cho nên hắn cần một cái cơ hội, một cái có thể nháy mắt giết chết ít nhất 20 người cơ hội. Một lần có thể thi triển tiên pháp nhẫn thuật cơ hội. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 60 Tiên pháp hỏa động hào hỏa cầu thuật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 60 tiên pháp hỏa động à hào hỏa cầu thuật chiến trường xung quanh, những cái kia vốn theo dõi lâm xuyên người giờ phút này cũng đã đi đến, tất cả mọi người tại thời khắc này đều lâm vào thâm trầm nhất trong lúc khiếp sợ, cái kia tóc trắng tung bay thiếu niên. Thật không ngờ nước chảy mây trôi đang cùng 10 cái luyện khí kỳ 6 tầng ở trên tu sĩ tại chiến đấu, hơn nữa trên người của hắn một điểm vết thương đều không có, ngược lại là những cái kia vây công hắn người đã bị xương chủy tìm rất. Nhiều miệng vết thương vốn cho là hắn chiến thắng luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ là may mắn, nhưng hiện tại xem ra đây cũng là hắn bình thường nhất thực lực. có người khiếp sợ nói ra. một cây đại thụ cành lá rậm rạp ở bên trong, dương thần nằm miệng nhìn cách đó không xa chiến đấu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. thiếu niên tóc trắng này không riêng gì sẽ cái loại này kỳ dị trưởng pháp hơn nữa tốc độ phản ứng của hắn nhanh đến cực hạn, có thể theo như thế dày đặt trong công kích tìm được sơ hở, hơn nữa tránh thoát khỏi đi hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Theo hắn chiến thắng ung dương lúc tình huống đến xem, hắn hẳn là có thực lực chiến thắng những người này, chỉ có điều bên kia còn có rất nhiều người không có tham dự vào, một khi bọn hắn động thủ, hắn hẳn là sẽ thua trận. Đến lúc đó ta nếu là xuất thủ cứu hắn, có lẽ có thể đem hắn biến thành của mình, cũng là lựa chọn tốt. Dương thần trong lòng nói nhỏ. Bộ luyện sư cùng tần lãng đã ở lúc này tới rồi biên giới chiến trường, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đứng tại bên cạnh lo lắng suông. Bọn hắn hiểu rõ chính mình thực lực, nếu như tùy tiện gia nhập chiến đấu chỉ biết kéo dài lâm xuyên chân sau, căn bản không được tác dụng, không có cách, thực lực quá yếu, chênh lệch quá xa. Thảo, tiểu tử này cũng quá khó giết. Đang cùng lâm xuyên chiến đấu một cái luyện khí kỳ tám tầng thiếu niên chửi bới nói. Thuấn sát hai người đã làm bọn hắn cực kỳ khiếp sợ, giờ phút này bọn hắn nhiều như vậy thực lực cường đại người vây công nhưng vẫn là cầm lâm xuyên không có cách nào cái này khiến trong lòng của hắn hoảng sợ đồng thời cũng dâng lên một loại sợ hãi nhân vật như vậy một khi đắc tội nhất định phải trực tiếp giết chết nếu không hiện tại lâm xuyên gần kề luyện khí kỳ năm tầng liền có thực lực như vậy lại để cho hắn trưởng thành tiếp vẫn còn được bọn hắn tuyệt không hoài nghi lâm xuyên đến lúc đó sẽ đối với bọn hắn chém tận giết tuyệt xem trò vui các ngươi lại không ra tay nhưng là không còn cơ hội. Một người trong đó đối với một bên khác hai mươi mấy người hô. Những người kia cũng nhìn ra Lâm Xuyên khó chơi, trong lòng khiếp sợ Lâm Xuyên thực lực cường đại đồng thời, sát tâm sớm đã xuất hiện, giờ phút này nghe được đồng đội xin giúp đỡ, lập tức liền có hơn mười người đi ra, thẳng đến Lâm Xuyên mà đi. Bạch Lâm Xuyên trong tay xương chủy xẹt qua một người phần bụng, mang theo một vòi máu tươi, nhưng mà hắn lại không có cơ hội lại đi truy kích bởi vì sau lưng công kích đã tới gần. Dưới chân nhịp chân hơi đổi, Lâm Xuyên thân thể nhẹ nhàng quay người, tránh thoát một kích trí mạng, đồng thời trong tay xương chủy lần nữa theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ đâm ra. Hắn đối với thân thể năng lực trưởng khống tại dung hợp đã từng Lâm Xuyên ý thức sau, đã đạt đến trạng thái tốt nhất, so với trong lòng đất đối chiến mấy cái tu sĩ lúc mạnh hơn không ít, đây cũng là hắn có thể theo không hoàn thiện điệu múa hoa sơn trà đối chiến hơn 10 người nguyên nhân phải duy nhất một lần tạo thành đầy đủ sát thương, nếu không ta một khi hao phí đại lượng tiên thuật chakra thi triển nhẫn thuật, giết chết những người kia đồng thời cũng sẽ để cho ta lâm vào nguy cơ. Lâm xuyên sát ý trong lòng cho tới bây giờ đều không có yếu bớt, trái lại, hắn một mực tại tìm kiếm có thể mức độ lớn nhất giết chết những người này cơ hội. Giờ phút này, mặt khác mười mấy người gia nhập chiến trường thời điểm, Lâm xuyên nhãn tình sáng lên, cơ hội của hắn đến rồi, thi cốt mạch lập tức ở phần lưng tạo thành một tầng màn xương. Bành Một tên luyện khí kỳ 6 tầng tu sĩ một chưởng vỗ tại Lâm Xuyên trên lưng, tại tất cả mọi người đều không có dự liệu được dưới tình huống, Lâm Xuyên bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hướng về bên ngoài vòng vây. Phản ứng của hắn xuất hiện trì trệ. Thiếu niên tóc trắng không có tránh thoát cái kia luyện khí kỳ 6 tầng một kích, nói cách khác hắn đã đến cực hạn. Kế tiếp không có gì huyền niệm, xem ra hắn cái loại này chưởng pháp chỉ có thể đối với một người sử dụng, chống lại nhiều người như vậy, mặc dù thực lực cường đại, cũng như trước là chèo chống không lâu, đáng tiếc, một thiên tài tự muốn vẫn lạc. Tại đây tất cả vây xem trong mọi người, chỉ có dương thần ánh mắt có chút co rụt lại, bởi vì hắn không có ở lâm xuyên trên mặt chứng kiến tí ti thần sắc kinh hoảng, thậm chí tự như một kích này hoàn toàn không có trúng mục tiêu. Hắn là cố ý đấy. Dương thần trong đầu lập tức nghĩ tới khả năng này nhìn ra điểm này không chỉ là dương thần còn có bộ luyện sư cùng tần lãng hai người bọn họ tại hàng thanh khiếp sợ trong tiếng kêu to đồng tử có chút co rút lại bởi vì bọn hắn thấy được lâm xuyên hai tay trắng nõn ngón tay thon dài đang tại trước ngực cấp tốc kết ấn cái này cổ quái thủ ấn bọn hắn đã từng đã từng gặp một lần mà một lần kia cùng bọn họ cùng nhau chứng kiến cái này kết ấn quá trình mấy chục cường đại tu sĩ đều đã hóa thành tro bụi tan thành mây khói liền một điểm hài cốt đều không có lưu lại đó là pháp thuật ồ thiếu niên tóc trắng kia đang làm gì đó Tự hồ là đang niết thủ ấn thế nhưng mà tay này ấn thật kỳ quái căn bản không có bái kiến chẳng lẽ hắn còn có cái gì phản chế thủ đoạn không có khả năng a à, dưới tình huống như vậy mặc dù hắn thật là luyện khí kỳ đại viên mãn cũng vô pháp đối mặt nhiều người như vậy công kích cần phải chỉ là sắp chết phản công mà thôi đáng tiếc vẫn là phải chết Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại Lâm Xuyên trên thân, thậm chí không tự chủ được nín thở, mà ngay cả trốn ở trên đại thụ dương thần cũng là như thế, có người kỳ vọng chứng kiến kỳ tích, có người thì đã đối với Lâm Xuyên phán quyết tử hình. Lâm Xuyên nhìn qua trước người tụ tập cùng một chỗ hơn 20 người, sát ý trong lòng bỗng nhiên bộc phát, hắn bi cao quan giờ phút này bày biện ra hoàn toàn lạnh lẽo đến cực điểm hàng quan, đối mặt sông lên tu sĩ, giống như là đang nhìn một đám dê đợi làm thịt kết ấn hoàn tất, lâm xuyên tay phải đặt ở trước miệng, tiên thuật chakra giống như sông lớn bình thường theo trong kinh mạch lưu chuyển mà ra, nháy mắt tụ tập tại lâm xuyên trong miệng, sau một khắc lâm xuyên hít sâu một hơi, đối với trước mặt hơn hai mươi người đột nhiên phun ra tiên pháp hỏa động gakino su. hào hỏa cầu thuật Oanh màu đỏ thẫm rừng rực cầu lửa theo lâm xuyên trong miệng phun ra, đường kính chừng năm sáu mét to lớn xuất hiện trong nháy mắt phản phất không khí đều bắt đầu cháy rừng rực, sóng nhiệt quét ngang mà ra, phản phất quả bom đồng dạng bộc phát ra. Mà ở cái này màu đỏ thẫm trong ngọn lửa, còn mơ hồ mang theo một vòng tử kim nhan sắc, mặt đất nháy mắt bị rừng rực hỏa diễm đốt nổ tung ra. Lâm xuyên trước mắt hai mươi mấy tên tu sĩ căn bản chưa kịp phản ứng đã bị cái này ngọn lửa điên cuồng thôn vệ, toàn bộ chiến trường nháy mắt hóa thành kinh khủng luyện ngục, tất cả mọi người trong con ngươi đều dấy lên màu đỏ thẩm rừng trực hỏa diễm điều đó không có khả năng hắn chỉ có luyện khí kỳ năm tầng mà thôi làm sao có thể phóng xuất ra pháp thuật tuyệt không có khả năng này dương thần trực tiếp ngẹn ngào rống lên nguyên bản khiếp sợ tại thời khắc này triệt để biến thành hoảng sợ pháp thuật dương thần lời nói trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người trong đầu của bọn hắn lập tức đều xuất hiện cái từ ngữ này cái này không có khả năng xuất hiện từ ngữ cái này lật đổ bọn hắn tam quan từ ngữ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.